con chưa chị? Bài ca chúng mình là Em ơi anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi. Đấy, sống vui tình lỡ đời, xây ngôi nhà đâu có của ta, hãy hát lên những bài thân ái, những bài tình ca. Sáng tạo và siêu lầy lội. Con sếp nha, lùa nha, voan nha, voan, phi bóng nha. Em lấy cảm hứng từ những chiếc khăn trải bàn. Còn em thì là kiểu chân chu bóng bẩy. Nhân vật chính ngày hôm nay đó, khi đến đây thì cô ấy vẫn chưa được mở lòng. Cho nên là lúc nào mà cô ấy mở lòng á, thì em sẽ vén nó lên. Ok. Chỉ có thể là gia đình hòa dâm bụt. À, anh ơi, em hỏi tí. Ý là anh là người cuối cùng bước ra. Và khi mà anh bước ra thì em khá là để ý cái bước chân của anh. Thì thấy nó hơi liêu xiêu. Nghiêng nghiêng câu ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo. Dưới bóng cây ngôi đồng có hai người màu tím. Ok. Liệu màu đỏ của gia đình hoa dâm bụt có mang đến may mắn cho nữ chính ở tập này? Em không sai, chúng ta sai. Chúng ta sai, sai là phải rủ chung. Nữ chính không sai mà ban cổ vẫn sai. Sai hết. Sai hết. Cùng đến với tập 5 của chương trình Người ấy là ai? Phúc. Anh thấy bộ trang phục của em nó có cái gì đó, cái điểm nhấn đặc biệt, nó có thêm cái khăn voan. Lụa trên tấm thân em như lần thơ. Ok, lụa trông thấy thân em như giấc mơ. Đấy. Thực ra là em rất là vui vì anh Thành đã để ý đến bộ trang phục lần này của em. Và em cũng có bật mí một chút xíu là em lấy cảm hứng từ những chiếc khăn trải bàn. Từ những chiếc khăn trải bàn. Wow. Wow. Tôi làm anh bất ngờ đấy. Sâu sắc, bên cạnh lụa là phải voan nha. Hoa. Cái này là cái màn hả? Hay sao? Cái màn đấy ạ? Không, không. Cái này em muốn nói là cô gái của chúng ta thì khi đến đây, cô gái nhân vật chính ngày hôm nay đó, khi đến đây thì cô ấy vẫn chưa được mở lòng cho lắm. Cho nên đến lúc nào chưa mà... Chưa được mở lòng cho lắm à? Vâng, cho nên là lúc nào mà cô ấy mở lòng á, thì em sẽ vén nó lên. Ok. Con sếp nha, lùa nha, voan nha, voan, phi bóng nha. Phi bóng. Cho anh hỏi thế còn cái phi bóng từ đây mà ra hai chùm như vậy thì có ý nghĩa gì không cưng? Eric, em không biết sao nhưng mà em nghĩ là một anh thì lì rồi, một chị thì phải màn chống mũi, còn em thì là kiểu trơn tru bóng bẩy. Nhưng mà Eric là vừa mới ra single mới đúng không? Wow. Chắc là tặng cho mọi người một câu chứ nhỉ? Chứ còn gì nữa? Phải hát tên hay lắm anh. Em không sai, chúng ta sai. Chúng ta sai, sai là phải rủ chung. Nữ chính không sai mà ban cổ vẫn sai. Sai hết. Sai hết. Hòa bè luôn nhá, chúng mình hòa bè. Em luôn bè nhá. Anh Thành bè luôn nhá, nghe cái thuật anh luôn. Anh Thành nghe chưa anh? Hay lắm em, bài hay lắm. Thật quá. Big hit, big hit. Nào tặng mọi người nào. Em hát nào. Anh thật sự ngu ngốc, ngốc. Bao vì người ấy cũng không xong. Nó làm người yêu khóc. Thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Nhưng mà nếu mà để nói Eric ra thì em đã ra single rồi. Wow. Một câu luôn. Còn nói gì nữa là phải hát cho mọi người luôn. Liên. Để em nhớ lời cái. Lâu quá chưa hát quên rồi phải không em? Chẳng còn. À rồi. Chẳng còn. À, hai một big hit, một siêu phẩm. Hòa mình có thể để là mùa sau em hát cũng được. Không được, không thể. Nhớ là chưa? Nhớ lại rồi chứ. Nhớ lại rồi chứ. Còn thôi ba. Còn chứ, còn. Còn điều gì còn nhỉ? Còn không. Còn. Nhớ rồi. Còn đi hát nhau nhỉ? Còn điều gì? Còn điều gì? Ngu ngốc bằng. Đúng. Nhưng mà hát như nào cô? Em này, anh Mr. Siro sẽ được lần này là y hạnh phúc lắm đấy. Cái giai điệu anh ấy biết nó dễ hát. Đúng rồi, tức là em chỉ cần hát được câu đấy thôi, anh đợi em một tí.
Thưa quý hát vị, Ngọc Thang đi. Không, em phải hát, em phải là hát. Là những ca sĩ không hát thuộc bài của mình không dù phải. Mới ra. Không phải, lâu lắm em mới tham gia game show, em chẳng mấy khi còn tin, chẳng mấy khi còn tin. Em hồi hộp quá. Một năm rồi em mới tham gia game show. Một năm rồi tham gia game show, 3 năm rồi chưa lên sân khấu hát. Đó. Chẳng mấy khi còn tin. Điều gì ngô ngơ bằng lừa dối quá nhiều, vẫn nghĩ mình yêu đúng người. Thế thôi. Wow. Chẳng còn điều gì ngu ngốc bằng lừa dối quá nhiều, vẫn nghĩ mình yêu đúng người. Bài hát này có thể rất hợp với nữ chính ngày hôm nay. Mà phải hát với cái tâm trạng là phải đau bụng gì đó hả? Hay là... Không, cái kiểu hát của em phải thế. Nó phải gào thét trái tim, nó phải như thế. Đấy là phong cách mỗi người. Giọng hát đại trà thì có cách hát, nó không được đại trà cho lắm. Đúng là hòa dâm buộc thưa quý vị. Quá hay. Hay là chúng mình hát bài ca của nhóm chúng mình đi. 1, 2, 3 là... Starland. Cái gì? Starland. 2, 3 lại nào. Starland. Xa liền là cái gì? Tức là bọn em là những nghệ sĩ ngoài tài sản ca hát ra thì bọn em là những người sở hữu những bất động sản và đam mê đó. Là do này tụi em có mua nhà hả? Dạ không, có bọn em thích bất động sản đi xem vậy chứ không có tiền mua. Cho nên bài ca chúng mình là bài ca xây dựng. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi. Đấy, xót vui tình lứa đôi. Xây ngôi nhà cao cao. Tổ quốc của ta, hãy hát lên những bài thân ái, những bài tình ca. 2, 3, start lên. Quý vị và các bạn vừa đến với chương trình Người ấy là ai, chương trình do Samsung Galaxy A71 đã trở độc quyền với Tiên Phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Thưa quý vị, vừa rồi là những phút bồng bột của nghệ sĩ khi đã trót nói lên những sở thích lạ lùng của mình. Và nhóm Salen, nhóm tài sản bất động vừa mang đến nhóm bất động sản vừa gửi đến quý vị vài lời chào. Vâng thưa quý vị, đó là chương trình của chúng tôi, Người ấy là ai. Và ban cố vấn của chương trình đã rất là sẵn sàng. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ gặp cô gái của chương trình. Wow. Xin chào mọi người, mình là Kara. Và năm nay Kara 24 tuổi, công việc hiện tại của Kara chính là ca sĩ. Mà Kara đến với nghệ thuật thì nó cũng rất là tình cờ. Khi mà năm cấp 3, Kara cũng có thường xuyên post lên trang Facebook cá nhân của mình một vài clip cover những bài hát. Thì một trong số những clip đó là được công ty quản lý hiện tại của Kara là công ty DreamS xem được và các anh chị đã có liên hệ với Kara. Sau một hai lần phỏng vấn thì Kara được nhận vào làm thực tập sinh của công ty. Và may mắn hơn nữa là Kara có một cơ hội được tham gia vào một MV khá là nổi tiếng mà mọi người cũng đã xem qua rồi, đó chính là MV Nơi Này Có Anh. Trong suốt thời gian ra mắt cho đến hiện tại thì Kara đã cho ra mắt cũng khá là nhiều sản phẩm với nhiều hình tượng khác nhau. Gọi là thành công đúng như mong đợi thì cũng không chưa được như mình mong đợi. Nhưng cái mà mình cảm thấy rất vui trong suốt thời gian vừa rồi là càng ngày mình cảm thấy mình yêu mến công việc của mình hơn và càng ngày mình cảm thấy được là mình đã làm tốt hơn. Để nói về mà chuyện tình cảm của Kara thì cái mối tình gần nhất cũng đã kết thúc cũng khá là lâu rồi, từ lúc mình bắt đầu tập trung vào sự nghiệp. Đến thời điểm hiện tại thì mình bị một cái mà mình vừa mới nhận ra đây thôi, đó là chính là cái cảm xúc trong người mình nó đang bị bão hòa. Không có cái gì đó là mình quá vui, cũng không có gì đó là mình quá buồn. Thì nó cũng một phần nào đó ảnh hưởng tới công việc của mình. Và cái mình cần ở đây bây giờ đó chính là một cái gì đó nó mới mẻ hơn. Và hôm nay khi Kara có cơ hội đến đây gặp gỡ năm chàng trai thì Kara mong là mọi người sẽ không ngần ngại quá nhiều về thứ nhất là về tính chất công việc của Kara và thứ hai là về tính cách nữa. Tại vì thật sự mà nói khi mà một người họ mạnh mẽ quá nhiều thì cũng sẽ có nhiều lúc, thậm chí là chỉ trong tích tắc thôi, họ muốn dựa vào ai đó một lần để cho mình được yếu đuối. Thật sự là chúng ta xứng đáng được yêu thương.
Và thưa quý vị, Kara. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tháo được mấy cái váy dạ hội ra. Thấy thoải mái hơn em hả? Dạ vâng. Em mê hột xoàn hay sao, tên Kara gì vậy cưng? Hay là sao? Không, thích hát karaoke. Dạ không ạ. Tại vì Kara của em là C. C, à, C dạ, hả? Không phải là chữ K. Tại vì thực ra là đây là nghệ danh mà công ty quản lý của em đặt cho em ạ. Hay đó chứ. Chết rồi nha nha. Chết hay chứ. Wow, you can really dance. You can really dance. Yes. Nhưng mà Eric là cùng vấn đề với Kara đấy nhá. Không biết tại sao mình tên là Eric. Thôi Eric biết chứ. Phải không? Eric tự đặt tên mà đúng không? Đâu, em là em lấy tên ở trong top 100 tên tiếng Anh hay. Wow. Ủa rồi ở đâu ra một cái con người mà nhìn gương mặt thì lại rất là nữ tính mà lại man như em nhỉ? Không phải man mà cá tính. Cá tính. Thì cũng chút xíu man đó. Yeah. Nhưng mà càng ngày mình càng thích như vậy hay là nó đến từ nhỏ rồi? Thật ra là việc này chắc em nghĩ là do đến từ nhỏ. Tại vì thường theo cách dạy của ba mẹ thì ba mẹ thường sẽ để cho anh em tụi em tự quyết định tất cả mọi thứ. Chỉ dặn duy nhất một điều đó chính là đã chọn làm cái gì thì phải chịu trách nhiệm với nó và chấp nhận nó chứ không được hối hận. Nên là dần dần nó hình thành cái tính cách đó trong em. Là một ca sĩ nè, đúng không? Dạ vâng. Cũng được khán giả ít nhiều gì biết đến thì cái điều gì làm cho em nhận lời tham gia chương trình này với vai trò là nữ chính? Điều đầu tiên em nhận tham gia chương trình này vì sau một khoảng thời gian làm việc cũng có rất là nhiều chuyện đối với em và em luôn tự một mình im lặng và giải quyết những việc đó. Thậm chí ba mẹ, gia đình, người thân của em đều không biết những chuyện đó. Thì lâu dần em nhận ra một điều là mình bị vô cảm. Không có việc gì làm em vui quá nhiều, cũng không có gì đó phải làm em phải cảm thấy là quá đau khổ với việc đó nữa. Nên là em cảm thấy là đến lúc mình cần một cái gì đó gọi là chất xúc tác để cho cảm xúc của mình. Chất xúc tác mà em đang cần là một ai đó có thể làm cho em vui thật sự. Dạ. Và sau đó làm cho em đau thật nhiều. Vâng, em chấp nhận. Chắc chắn là phải như vậy. Nó là một cánh cổng mở ra cho mình một cái dung môi để nó hòa tan cái chất rắn trong người mình nhiều. Cho anh hỏi là cái gì đã trải qua với một cô gái 24 tuổi mà để cô ấy phải tìm mọi cách để cố gắng mạnh mẽ nhiều như vậy để rồi nói lên hai chữ vô cảm, nó là gì? Khi mà một cô gái, đặc biệt là một cô gái chọn bước chân vào showbiz thì chắc chắn sẽ có rất 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 nhiều chuyện xảy đến. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại khi em hoạt động thì em vẫn cảm thấy là mình chưa đạt được cái thành công mà mình mong muốn. Mặc dù mình đã có cố gắng theo từng ngày rồi, em muốn được làm cái gì mà em giỏi nhất. Từ cái công việc giỏi nhất đó của mình, em có thể lo lắng được cho gia đình. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em vẫn chưa làm được điều đó. Thực ra là chị rất là đồng cảm với em. Chị là một người có cái tâm trạng giống hệt như Kara nha. Cái đó là bệnh nha, em phải xác định là bệnh. Là đúng là không có cái gì làm mình quá vui và không có gì làm mình quá buồn. Nó xuất phát từ việc những người như chúng ta đã tự tạo ra một cái lá chắn để bảo vệ mình quá lâu trước tất cả mọi thứ. Nhưng mà chị báo trước với em nha, nếu như em thả lỏng ra và em để một người khác làm cho em đau, làm cho em xáo trộn ý, đúng, em sẽ tìm lại được một phần nào đấy cảm xúc của mình. Nhưng chị nói biết nha, nó sẽ rất mệt mỏi và không dễ dàng đâu. Thực ra là bạn rất là giống mình luôn, nhưng mà ở một giai đoạn thôi. Bây giờ mình đã thoát khỏi được cái đấy rồi. Mình nghĩ nếu mà mình đã thoát khỏi được cái đó thì mình nghĩ là mình đã có kinh nghiệm để có thể chia sẻ cho bạn một vài điều. Mình cũng là một cô gái sinh ra ở vùng nông thôn thôi, cho nên mình không có bất cứ một mối quan hệ nào và có một cái gì đó để có thể đẩy mình lên được cái đỉnh cao mà mình mong muốn. Và mình cũng là một người rất là đam mê âm nhạc và mình muốn được trở thành một ca sĩ hạng A, sẽ là một người mà đi đến đâu cũng được săn đón. Nhưng mà đã có những cái khoảng thời gian mà mình đã cố gắng rất là nhiều. Mình đã bỏ hết tất cả số tiền mình có, tài sản mình có để mình làm một cái điều gì đó. Nhưng mà nó không đạt được cái mình mong muốn. Mình vẫn không chăm sóc được bố mẹ mình, không nuôi được bố mẹ mình, không nuôi được em trai mình, không đưa được bố mẹ vào trong sống cùng mình. Hoặc nghĩ đây là cái cảm xúc mà bạn đang có. Và đây là cái điều mà Hòa cảm thấy là mình rất cô đơn. Và đã thế Hòa còn không thành công trong chuyện tình cảm nữa.
Cái đấy nó khiến Hòa suy sụp đi rất là nhiều. Nhưng mà cái may mắn hơn là Hòa là một người có cái sự nhạy cảm hơn bạn, chứ Hòa không đến mức mà bị vô cảm. Cho nên là khi mà bạn tìm được một cái người đàn ông mà thật sự sẽ đẩy bạn lại với cái cảm đấy, xúc mà bạn mong muốn, cái mấu chốt đó, thì bạn sẽ trở lại được với cuộc sống của mình. Bạn sẽ cảm thấy yêu, bạn sẽ tìm được cái mục đích mà bạn sống. Chúc bạn thành công. Và ngày hôm nay Hòa sẽ cố gắng giúp bạn điều đấy. Dạ, thì chắc là tại vì nghe xong câu chuyện thì em cũng cùng là những người nghệ sĩ với nhau, thì chắc chắn là chúng ta đều có trong người những cái suy nghĩ như thế ngay từ lúc ban đầu. Một vài người ở đây như thế. Đến với cái thời điểm hiện tại và ngồi đây ngay bây giờ thì Phúc có một cái suy nghĩ và Phúc nghĩ là rất là đúng với mình, và Phúc nghĩ là chắc chắn cái điều đó chị Kara sẽ áp dụng được. Chúng ta vẫn cứ nới lỏng cái suy nghĩ của mình ra, nới lỏng cái con người của mình ra. Vì sao người ta có cái câu là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, em cứ hồn nhiên em sẽ bình yên. Nhưng cái lý trí chắc chắn vẫn sẽ phải vững vàng để có thể chọn được một cái người đến với mình một cách đúng đắn, chứ không phải vì thế mà lại chọn đại một người để đến khai phá cái sự cô đơn đó trong mình. Phúc nghĩ là như thế. Ngồi ở bên đây của tôi là bốn cái người và hiện giờ họ có những thành công nhất định trong sự nghiệp của họ rồi. Họ cũng có những xuất phát điểm rất là xa so với những cái vạch xuất phát mà đáng lẽ một con người cơ bản phải từ đó đi. Họ phải leo qua rất là nhiều cái rào cản để đến được cái vạch không. Rồi từ vạch không lại còn phải leo thêm 1000 cái rào cản nữa để đến được cái vị trí ngày hôm nay. Có nghĩa là họ là những chiến binh em ạ. Như vậy thì cái điều gì giúp họ đến được đây nhờ? Anh nghĩ là cái điều này là quan trọng nhất. Chúng ta vẫn thường đi chứng minh ngược lại so với cái chúng ta muốn. Tôi sẽ làm mọi cái tôi thích để chinh phục khán giả, mà chúng ta quên mất câu chuyện là chúng ta đang cần cái gì. Chúng ta đang cần chứng minh mình hay chúng ta đang cần khán giả thích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Rất hiếm hoi những người có thể vừa làm được điều đó cùng một lúc. Đó là những siêu sao, là khả năng của họ quá tuyệt đỉnh. Thì khi họ đưa ra những cái gì cá tính của mình và điều đó thuyết phục được thế giới. Nhưng nếu như mình không có đủ cái khả năng đến mức độ đó, chúng ta phải đi đường vòng cho người ta thích trước. Người ta thích em thì người ta mới quan tâm đến những gì em làm. Khi em không được chú ý thì bất cứ cái gì hay cỡ nào cũng là con số không. Trước khi Lady Gaga hát những bài pop ballad như bây giờ, hay là hát những bài jazz trên sân khấu, em nghĩ cô ấy thích mặc những bộ đồ điên khùng lên các thảm đỏ? Anh không nghĩ vậy đâu. Cô ấy là một người, anh nhìn vào anh thấy là cô ấy là một siêu sao. Cô có tâm hồn rất nhạy cảm, cô rất thích hát những bài hát chạm đến trái tim của người khác. Thế nhưng hơn ai hết cô ý thức được rằng nếu như cô xuất phát điểm cô hát những loại nhạc đó thì chắc gì cô đã hát hay hơn những người đã làm những điều đó trước đó tốt hơn cô. Nên cô sẽ đi một đường vòng, cô phải làm cho cả thế giới chú ý cô bằng những cái điều kinh ngạc mà một mình cô dám làm, dám gây ra. Để sau đó khi người ta yêu mến cô rồi, thì khi cô chuyển bất cứ dòng nhạc nào thì cô vẫn là Lady Gaga trong lòng của khán giả. Đó là lời khuyên anh dành cho em. Là trước khi em muốn được ghi nhận, em phải đắc nhân tâm. Em đã tìm được điểm đáng yêu trong em chưa mà em muốn người ta yêu mình? Cũng đừng hãnh diện nói rằng là mình là cô gái mạnh mẽ. Đàn ông nó mới mạnh mẽ chứ phụ nữ mạnh mẽ làm cái gì. Phụ nữ thì nên kiên định và có giá thôi. Thì anh hy vọng rằng là cái bộ đồ ngày hôm nay nó là một sự khác biệt so với tất cả nhiều cô gái đã xuất hiện trong chương trình. Thì anh cũng hy vọng là em sẽ là người khác biệt nhất trong vô vàng cô gái ngồi trên chiếc ghế này, bởi vì anh thấy em cá tính nhất. Nói chung là đến thần tượng Hàn Quốc mà người ta cũng phải hẹn hò lén lút để làm gì? Lấy cảm xúc thì mới nhảy được, mới hát được. Em hiểu không? Mới thu âm được. Em mà yêu vào em hát cái bài hát yêu cũng được nha. Em thường bị chê là hát ballad không cảm xúc, tại vì em thật sự em không cảm được bài hát đó. Yêu đâu mà cảm. Nên là đến lúc em nhận ra nên em nghĩ em là phải yêu, mình còn phải lén giải lút. Hồi nãy á, khóc còn không dám mà. Khóc còn phải sợ, ráng không, tôi không khóc. Rị lại, khóc chứ. Kìm lại, em ơi, khóc được nó mới đã chứ. Nhớ cái cảm xúc đó. Tại vì nó là vàng là bạc. Một giọt nước mắt em rơi xuống là thêm một miếng tình cảm em hát trong cái bài ghi âm của em. Ở đâu ra những giọt nước mắt đó? Đời nó cho mình, cớ gì từ chối, đúng và không? Và có những nghệ sĩ thì không cần yêu cũng vẫn hát được. Nhưng mà nếu... Chắc không? Ê, từ chắc em không, nói cho em nói nốt. Có những nghệ sĩ thì ý là không cần yêu, ý là họ chưa cần yêu ngay lúc đó, nhưng họ vẫn có thể gọi là cố gắng trong cái sự nghiệp của họ được. Nhưng khi mà chị Kara đã có mặt ở đây
Và đến với thời điểm hiện tại và đến 24 tuổi ngay bây giờ, mà như chị nói đấy, nãy hát ballad không có cảm xúc thì chắc chắn là chị phải cần tình yêu. Và ngày hôm nay Hoa Dâm Bụt ở đây để giúp chị làm điều đó, chính là chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Vậy bây giờ em đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Em sẵn sàng ạ. Quý vị, trên tay tôi là danh sách những chàng trai có nhan sắc động trời. Trời đất ơi. Đầu tiên xin giới thiệu với quý vị, Thanh Lâm. Ladies and gentlemen, năm chàng trai đến làm một con đoán. Cẩn thận em ơi, không sẽ bị loãng choãng. Không còn vũ khí và không còn tên. Chịu ánh mắt của mình lên. Thánh đời xét Bảo. You rebel. Và cuối cùng là No Way. Ôi, ok ok. Năm chàng trai và một cô gái già. Này, một màu sắc tươi tắn đấy. Chết rồi em ơi. Họ không có đẹp theo cái kiểu mà góc cạnh là mình tưởng tượng. Nhưng mà mỗi người đấy có một cái vẻ đẹp rất riêng nha, rất duyên nha. Cái anh số 1 này thì đẹp theo kiểu dancer nè. Yeah. Đúng không? À, hơi bad boy nhẹ tí. Nhìn bad boy nhưng bên trong không bad đó, cái dạng đó đấy phải không? Yeah. À, cái anh số 2 này thì theo kiểu hình xăm nè. Ờ, cái kiểu dân underground rồi đó. Không nha. Có thể là dân thiết kế. Thì đó, nói chung là cái người cá tính mạnh nha. Rồi cái người thứ ba này thì thư sinh nè. Mới đi du học về. Du học rồi đó, nhẹ nhàng. Cái cười đẹp quá nha. Số 4 là dạng hot boy. Hi boy. Fashion. How are you? Yeah, yeah. Dễ rồi, dễ thương quá anh ơi. Số 5 Big Brother nha, anh cả của cả nhóm nha. Số 5 quản lý của anh bốn anh này. Yeah. Thôi, đẹp quá. Tào hỏa quá, luôn đi liền đi. Đào sâu nhá. Đào sâu đi. Đào sâu nè, số 1 nè. Hai em, anh là Đỗ Lâm. Xem xong đoạn clip vừa rồi, em có thấy hứng thú hơn về anh không? Nếu mà có, thể cùng xem hết clip để hiểu thêm về anh nha. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay, rượu này không say, bay uống cho bơi đầy. Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa, chẳng hợp đấy, hợp đấy, hợp hợp đấy, ca ra, hợp 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 đấy, hợp nha, hợp nha. Người ta thường nói bên sau tụi anh khá là khô khan, nhưng mà anh thì không. Anh rất là ướt át. Wow. Và người ta cũng thường nói á, dancer tụi anh sẽ là màu đỏ. Bất ngờ anh màu xanh nha. Có thể hơi tím thiệt nha. Không không không, anh độc thân thì anh mới tới đây gặp em chứ. Em biết không, người đẹp thường có hai dạng. Thứ nhất là dậy thì thành công. Thứ hai là đẹp từ nhỏ. Anh chính là loại thứ hai, đẹp từ nhỏ. Mà anh thì đẹp trai,
em thì đẹp gái, mình đến với nhau thì có gì là sai? Được, có lo đó. Được, được. Còn nữa, còn nữa kìa. Đẹp trai quá. Thành ơi. Ê, cái thông điệp cuối là sao vậy? Cái thông điệp cuối là sao vậy? Sao, nhìn tôi rồi cái nói đẹp trai là sao? Là thông điệp cuối là sao? Không, là lừa. Xin lỗi đi, không có cái chuyện mà tím đâu. Nhưng mà wow, you can really dance đó. Thực ra nha, chị nói nha, rất là hợp với em. Hợp hả? Bởi vì cái em đang cần là cái sự chia sẻ. Mà cái người này có thể nói với em về tất cả mọi thứ trong showbiz. Nói với em về các cái chủ đề. Đặc biệt là nói xấu một ai đấy là biết hết. Chứ còn tìm mà văn phòng nha, các thứ nha. À, hôm nay cái bạn đó này, ủa ai là ai ta? Em mới rất mệt. Mà nhảy với nhiều ngôi sao ca nhạc rồi, chuyện gì cũng đấy. Biết yeah. Mà chị nói em nghe nha, nghệ sĩ nhiều khi cứ đi tìm tòi là phải đại gia, thiếu gia hay thứ không. Em nhìn đi, Madonna đi, chỉ là suốt ngày yêu vũ công luôn. Britney nữa. Yes, bởi vì sao? Họ rồi. Kè kè bên cạnh mình. Trời ơi, nói chung là hợp lắm. Nó ngộ lắm Giang, em để ý đi là người ca sĩ nữ sáng rồi là phải kiếm một cái người nào men, mà men nhất là chỉ có Vũ Công thôi. Vũ Công men nha. Nhưng đúng là hay màu đỏ. Nhưng mà em chị thì chị nghĩ là bạn này thích em thiệt đó, cho nên hôm nay đến đây không có màu đỏ đâu. Cho nên là em nghĩ là bạn này màu xanh á. Lần này là em đồng ý 100% quan điểm với chị Giang rằng là hài hước nữa nha. Là hài hước. Mặc dù là em chưa có cái quá nhiều những cái kinh nghiệm về trong tình yêu, nhưng mà theo em nghĩ rằng là khi mà chúng ta tìm được một cái người nào đó mà chúng ta có thể nói chuyện được hàng ngày, chia sẻ được mọi thứ thì đấy mới là quan trọng. Đó mới là cái điều quan trọng, và chúng ta có thể kéo dài được cái mối quan hệ đấy, thì em nghĩ rằng là hai anh chị sẽ đến với nhau, thì em cũng sẽ cho anh ấy là độc thân. Em nghĩ là em và chị sẽ có nhiều cái sự gọi là hiểu nhau và giống nhau, bởi vì thực ra là em cũng đã từng quen những người mà không liên quan gì đến trong giới nghệ thuật rồi, và cũng như là những người trong giới nghệ thuật thì cái cảm giác của em ấy, mình dễ nói chuyện hơn, mình có nhiều cái để nói hơn, và mình dễ chia sẻ và đồng cảm hơn. Thế nên là em với ai trong nghệ thuật em? Hả? Không, để em nói thế. À, nói thế. Em có nghệ thuật nói đấy. Thì đó, em nghĩ là anh này thì thực ra em cũng đã từng gặp rồi. Nhưng mà chị đã từng nhảy? Chưa gặp. Nhưng mà có xem những clip có. Anh này nhớ mặt quen lắm. Có duyên. Nói thật nhá, cái đoạn mà bạn ấy đứng ở cái sân và bạn ấy nhảy, chị còn hơi hình dung là em đứng nhảy cùng luôn cơ. Có nghe nè. Chị đừng hát đi. Em, hai đứa đẹp đôi một cái cách gì kỳ cục lắm. Tụi em mà ra nhảy không chừng là dạng couple hot đó. Em sao mà tự dưng ước gì cái số này nó có 4 người độc thân ha. Và mình chia nhau ra đều đi là vừa luôn á. Giang, em làm sao vậy? Em làm sao vậy? Em làm sao vậy? Em bình tĩnh đi. Không, ý là mình ước vậy thôi đó. Thế Eric nghĩ là gì, màu gì? Đi diễn gặp chưa? Hả? Chưa. Em gặp rồi. Em thì em thấy anh này là cứ mỗi lần mà tập xong anh lại đi ra ngồi một góc, ngồi chơi kiểu... phải tham với người yêu. Không, ngồi một góc không. Nhiều khi chủ nợ đòi phải ra nhắn tin riêng đồ. Chưa, nên hôm nay mới đến đây đấy. Độc thân đi. Thôi độc thân đi. Em thì thấy là Kara đang hơi bị khô. Khô thì phải gặp ngay một bạn ướt át. Ướt át là lên luôn nào. Dơ của các bạn, thôi mà là nguy hiểm. Mời khán giả bình chọn. Wow. 92% độc thân. Anh này đang được bình chọn nằm trong hàng top nha. Top đấy. Ok, ta qua xỏ lỗ tai nào. Chào em, anh là Gia Bảo. Hiện anh đang là chủ của một studio tên là B-Design Tattoo. Anh đã hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật xăm mình được 7 năm rồi. Đó không chỉ là một sự đam mê, mà là hơi thở và cuộc sống của anh. Mọi thứ nơi đây đều do chính tay anh tự sắp xếp và trang trí. Có lẽ do tính chất công việc nên đòi hỏi anh rất kỹ lưỡng trong từng chi tiết. Công việc này thú vị ở một chỗ, bất kỳ ai đến với tiệm xăm đều có một câu chuyện riêng của mình. Mỗi hình xăm đều có một ý nghĩa khác nhau với từng người khác nhau. Nhưng khách hàng của anh đều biết rằng anh đã xăm thì rất khó phai, mà anh đã yêu thì rất khó quên. Chết.
chuẩn. Chuẩn quá. Anh là một người thích tự do và ghét gò bó. Anh tin sự tự do và lòng tôn trọng sẽ tạo ra một tình yêu bền vững nhất. Quan trọng, mình vẫn là chính mình khi ở bên nhau. Thi thoảng mình có thể chơi bida cùng với đám bạn. Tụi nó hay ăn gian với anh lắm, nhưng mà vui. À không, còn nếu em thích thì anh có thể đèo em đi dạo nếu em muốn. Em, anh đang nói em đó. Anh biết em là một cô gái rất là cá tính. Và em chắc cũng sẽ rất yêu bản thân của mình đúng không? Vì đó là điều mà khiến anh sẽ rất là yêu em. Quá nguy hiểm luôn. Quá nguy hiểm. Theo em á, mấy người mà hay xăm mình là thường có vợ luôn rồi lắm. Ok, Hòa từ từ đấy, mình bớt thẳng thắn được không? Không, em phải nói thế đấy. Hòa, anh lạy em, Hòa cho người ta cơ hội Hòa. Tại, thôi được rồi, thôi em mình tính đi, mình dẫn dắt đi. Nhưng mà có vợ rồi đấy. Eo, vừa được rồi mà lại còn có vợ rồi đấy. Có vợ đấy. Eo ơi, cười kìa, Thành, cười kìa. Ghê lắm, đấy. Eo ơi, hay quá. Này, cái kiểu mặt này rất nguy hiểm nha. Nguy hiểm lắm. Đầu tiên là rất đẹp trai, rất style, rất biết mình muốn gì, rất biết mình có gì thì đã là người nguy hiểm rồi. Thực ra không phải là cái năng lượng của em không handle được, em hoàn toàn được. Nhưng mà cái vấn đề là như vậy này. Cái người này á, cái mặt mà kiểu láo láo kiểu này mà. Đó, thấy đó, không? Đó, thấy chưa? Đó. Cái mặt mà cái kiểu mà chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa kiểu này á. Trông vậy nha, chứ chị nghĩ nha, Trung Thủy đó, yêu là chết cái người đó. Nhưng phải đủ sức mới chơi đấy. Cuộc chơi này. Cuộc chơi này vui đấy, nhưng khá nguy hiểm. Thà anh ta anh chơi thụt bida. Thụt bida với bạn anh ta còn hơn, chứ không yêu nha. Phụ nữ mà kiểu mà về là phải cá tính, phải hiểu nhau. Dạng này mà quen phụ nữ mà mè nheo nó đè ra nó xăm môi luôn. Nhưng mà em cảm giác là rất Trung Thủy và thậm chí có thể đã tìm cái được cái bến đỗ rồi. Còn rẻ lắm, chưa đâu. Cái đồng hồ gì kia, Thành? Đây, đồng hồ đó, hai đứa coi coi. Casio màu vàng đúng không? À, không phải, không phải, không phải. Tài xăm gì em? Immortal, bất tử. Thấy chưa, em nói người Trung Thủy đúng chưa? À, cái cổ bên này, ôi, đại bàng. Wow. Đại bàng mà thân bồ câu. Số con này bà, em có con cáo nhỏ nhỏ ở tay này Thành. Có không? Mèo. Không, mèo, mèo. Thôi mèo, mèo về nhà mèo. Thôi nói chung là giả mời rất thú vị nhưng mà không có nghĩ là còn cái style thân. Này muốn quen là phải cỡ Hương Giang. Không, em không quen được style này anh. Em không quen được nha. Được. Được không? Được. Thôi, đàn không, không mèo nhá. Không mèo nhá. Không mèo. Rồi, của người ta thôi đưa bà đỏ rồi phải không? Tức lắm. Em đã trải qua một vài mối tình và em cảm nhận như thế này. Nếu mà một người con gái mà yêu một người át cái vía của mình nhiều quá, người ta sẽ rất là không được thể hiện bản thân mình, cũng như không được nói ra nhiều những cái điều mà mình mong muốn. Cái vĩnh cửu này này, nó có thể là nói về anh ý luôn, chứ không phải là nói về cái người phụ nữ mà anh ý yêu. Anh ý sẽ coi anh ý là bất tử luôn, anh ý là trên nhất. Đó. Nói để cho anh phản biện để bảo vệ cho cái bạn này. Có những cái con người họ ngang tàn ngay từ đầu. Là nhiều khi em biết đâu hoặc cuộc đời họ lúc trước cũng gặp những chuyện buồn như em. Nhưng biết đâu em sẽ là cái người làm cho họ mềm lại. Có thể người ta láo cáo với toàn thế giới nhưng chỉ mềm mại với em. À thì ừ sao? Thì đấy, em đang nói đến cái vấn đề em là có xạo, em nếu mà mình át được ví anh này thì sẽ rất là vĩnh cửu, sẽ rất sai, là bất tử. Sai. Những cái người như này thì càng đừng bao giờ cố át vía người ta. Không, phải cảm hóa chim cuộc át vía người ta cái được. Điều đó nó tự đến, nó sẽ tự xuất hiện trong một mối quan hệ nếu mà bạn tìm được đúng cái người mà bạn có thể yêu. Nhưng mà tại vì em hay quen mấy anh, ví dụ như xăm hình em hay thấy có vợ. Kiểu như vợ cũng kiểu xăm mình, cũng kiểu đeo khuyên cá tính ấy. Nhưng anh ấy rất là hợp với cả Kara luôn. Hợp với cả chị là cô ấy. Không, chị mail về nhà nhá. Nãy giờ này em bàn ra hay là bạn vô mà? Không, em đang khuyên bạn ý. Bởi vì bạn ấy đang bị vô cảm với những mối quan hệ. Nên em chỉ đang nói là trong một mối quan hệ nếu như thế này thì nó sẽ như thế kia. Thì Hòa nghĩ là anh này thì Hòa đưa ra câu câu chốt của Hòa thì là đã có chủ.
Này là nãy giờ nói là vô nghĩa đấy. Vô nghĩa không, đấy. Không phải vô nghĩa. Kiểu như giờ hơi mà này em ơi, em cũng ok này, em cũng ca tính này, em rất là hợp với anh này nhá. Ừ anh có chủ đấy em ạ. Mới đi vòng 1 em. Cái cảm giác ban đầu nhiều khi bị vòng 2 nó lòi ra nhiều. Thế cả lần đầu tiên Hòa và Mỹ tham gia ấy nên là vẫn còn bỡ ngỡ. Eric chặn ta lại liền em. Đúng là em cũng có suy nghĩ là anh này có chủ, nhưng mà tự dưng một đâu đấy em lại lé lên một cái suy nghĩ khác, đấy là em nghĩ anh này là một chàng trai bad boy là đúng rồi đúng không ạ? Thì em nghĩ là cũng đã phải quen, cũng đã phải quen rất nhiều cô gái rồi. Em nghĩ là anh ấy chưa có chủ đâu. Đó. Em chắc người trước là anh ấy chơi bời vui vẻ thôi, còn đấy. Còn bây giờ khi mà đến đây thì em nghĩ là anh ấy thực sự muốn đó. Vào một mối quan hệ nghiêm túc thì em nghĩ là anh ấy độc thân. Nói đúng không mà biểu cảm chống đối. Đó. Đấy chưa? Đấy đang giả vờ đấy, độc thân đấy. Thì thưa quý vị, chúng ta cùng bình chọn nào. Bạn này cái phần độc thân cũng khá cao. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với anh chàng thứ ba. Chào em, anh tên là Nguyễn Vũ Long và mọi người thường gọi anh với nickname là No Way. Trước đây thì anh là một game thủ chuyên nghiệp, còn hiện tại thì anh là một streamer toàn thời gian về bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Trước đây thì anh đã từng vô địch Việt Nam và tham gia các giải đấu quốc tế. Và ở năm 2017 thì anh đã cùng với những người đồng đội của mình tham gia giải chung kết thế giới và đưa Việt Nam mình được công nhận là một khu vực mạnh thông qua những thành tích tốt. Từ đó thì nghề vận động viên esports chuyên nghiệp trở thành một nghề chính thức và được nhiều người biết đến, cũng như giúp cho các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận và theo đuổi. Trong thời gian thi đấu chuyên nghiệp thì anh đã dành hết quỹ thời gian của mình ra để có thể luyện tập, và đó chính là lý do mà anh không thể tìm hiểu và hẹn hò với bất kỳ ai. Và khi gác lại sự nghiệp game thủ của mình thì hiện tại anh đã chuyển hướng sang thành một streamer toàn thời gian, và quỹ thời gian còn lại của mình thì anh dùng để tập gym và nâng cao sức khỏe bản thân. Nghe cuộc sống độc thân có vẻ khá là tẻ nhạt, đúng không em? Anh được biết em cũng là một cô gái đã dành khá là nhiều thời gian để có thể phát triển sự nghiệp, và đó là điểm chung của hai chúng ta. Tại nơi anh làm việc thì mọi người thường gọi nhau với những cái tên rất là thân thương, đó là SBTC, sống bằng tình cảm. Và tình cảm là cái điều anh rất là trân trọng trong cuộc sống của mình. Anh hy vọng anh và em có thể trở thành cặp đôi SBTI, sống bằng tình yêu. Em hãy cho anh cơ hội em nhé. Hơn nhá. Eo nhìn trông là tự tưởng là thư sinh nhưng mà không phải. À, anh ơi, em hỏi tí, ý là game bây giờ đã trở thành một bộ môn thể thao để có thể đi thi các đấu trường rồi đúng không ạ? Đó. Game này là game kiếm được tiền nha, chứ không phải game vô không, vô game, bổ game nha. Tiền nha. Nhưng mà trải qua giai đoạn đấy rồi. Trải qua giai đoạn đấy rồi. Bây giờ thì anh ý là streamer nghe. Streamer giàu lắm nha. Đây chơi thân với streamer rất giàu nha. Em chưa bao giờ thấy streamer nào đẹp trai như vậy. Thật sự. Đồng ý nha, bạn này rất đẹp trai, phải nói là rất đẹp trai. Thứ hai là nam tính. Rất đàn nam tính, quả quyết vô cùng. Nó có sao là nói như vậy, không có phải bị biên tập dẫn dắt hay gì cả. Và thích cái gì mới làm nha. Tại vì bạn này, cái nam tính của bạn nó mạnh mẽ đến mức độ là kiểu là tôi làm sao là tôi vậy đó. Mà thường em để ý đi dân gamer đó, là chắc có anh nghĩ cũng giống em á, không thích không làm đâu. Nhưng mà chị nói thật nhá, bạn này là cái người sống bằng tình cảm đúng. Nhưng mà tình cảm của bạn này sẽ thể hiện qua hành động đó nha em. Cho nên nếu em là cái người mà thích những cái kiểu mà tình cảm mà bằng cái sự lời nói ấy, thì chị thấy cảm giác bạn ấy không phải, nhưng sẽ âm thầm và trả bằng cái hành động. Chị cảm giác như thế. Hôm nay rất bận stream, nhưng mà stream xong á thì yên tâm đi, sẽ đến lượt em.
kiểu như vậy. Nghĩ là cái bạn này này, khi mà đã vượt qua được cái giai đoạn đấy rồi, tức là không phải chỉ là ham game bình thường nữa, mà đã có một cái mục tiêu là đưa cái game đấy ra một những cái đấu trường, và bây giờ đã trải qua giai đoạn rồi thì sẽ dành thời gian cho người mình yêu thương nhiều hơn. Hoàng nghĩ là như thế. Em không biết là anh ấy đã có chủ hay chưa, nhưng chắc chắn là em sẽ để cho anh ấy đã có chủ. Với một cái tâm hồn như Kara hiện tại và với một cái người như anh ấy, công việc, tất cả mọi thứ chắc chắn sẽ là một người sao cũng được. Và Kara thì lại cần một cái người mà sẽ cần tưới mát cái tâm hồn không, của cô ấy hơn. Rất là hiểu ý của Phúc đây, chị hiểu rồi. Tức là như vậy này, người đàn ông ấy họ chỉ bị thúc đẩy với ba câu hỏi thôi. Anh ta là ai, anh ta làm gì và anh ta kiếm được bao nhiêu tiền. Đây chính là cái người mà đang liên tục trả lời ba câu đó. Cho nên là em sẽ vào sau ba câu đó. Em có chịu được cái mệt mỏi để xông vào cái cuộc quan hệ này hay không? Thực ra thế này, anh này là cái người cần một người phụ nữ làm cho anh ta mềm mại lại, chứ anh ta không phải là cái người đến để làm mềm mại cuộc đời đúng, của người phụ không, nữ. Không phải là cái người như vậy đâu. Cho nên là em cảm thấy sao chứ, chị là cái đẹp trai đó. Bởi vậy cho nên là em suy nghĩ đi, nhưng cũng mệt đó nha. Nhưng mà độc thân đó. Dạng này nè, lầm lì lì như vậy là phải quen những người mà lợi khẩu và dư năng lượng như Hòa Minh Di. Yeah. Thì hỏa may là còn tưới tiêu cho nhau được. Và xin lỗi nè, và xin lỗi nha, phải rất bao dung và kiên trì nha. Rồi, giơ bảng nào. Hai đỏ hai xanh. Tại vì em nói ngay từ ban đầu là em không muốn. Ok, mời quý vị khán giả bình chọn. Phần bình chọn độc thân của anh này cũng khá cao. Bây giờ chúng ta đến với Hot Boy thứ tư. Chào em. Chào em. Tôi là Ngô Thổi An. Chào em. I'm like Europol. I'm very happy today because I'm first Russian man who comes to Nui Ai La Ai Show. Yes! I got it. I'm a Libra and who has a many positive energy. When I meet friends and I never let them feel bored or asleep. Russian culture have a good thing. People, when they meet you, they want to share with you everything and not important who you are and where you're from. Giơ tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nha. I came to Vietnam 3 years ago. Have you seen me before? I think yes, right? I really like creative and design, and I always do something with my own hands. This table, you can see or not, I made it by myself. Also, I really like photography, and I love using this phone camera, and especially the macro mode and macro angle often intricate textures and details. So you get to explore in depth beauty of the object which our eyes normally pass through. And I spend a lot of time on my creative and do something, and I really want to also share my love with somebody. And today I'm here to meet you, and I do it with sincerity, and I don't do for some prizes or some expectations. I just feel that it's right way, and I have to try. The English name of this show, Who is Single Here? And I'm single. Ông này nhiều trò quá trời. Rất nhiều năng lượng. Ê nhưng mà cái màu tím nó nằm ở đâu ta? Hay là đây? Đang không thấy nha. Thì bây giờ còn bạn này là tới anh quản lý rồi. Thì đó. Thế nên là màu tím nó nằm ở đâu trên kia chứ? Chị Giang, không, em thì em lại đang không biết là liệu rằng là đang ở cái vị trí mà như những mùa trước không? Đấy, có thể đấy. Có thể đấy. Chứ không thì màu tím ở đâu, vấn đề là màu tím ở đâu chứ? À là đứng ngay quận 4 đó phải không em? Đấy, đại lộ danh vọng.
Tại vì em có biết bạn này và em có xem những cái clip của bạn hay là rồi ở trong MV nữa bạn ấy có đóng, thì thực ra là bình thường những cái cử chỉ của bạn thì em không thấy có cái biểu hiện gì cả, nhưng mà ở trong ánh mắt của bạn, những cái mà em để ý thì em thấy bạn có những cái có một cái sự tinh tế, kiểu tâm hồn hơi đa sầu đa cảm ấy. Em sao em để ý ra kỹ dữ vậy? Em có biết Insta bạn ý, bởi vì là bạn em lại chơi với cả bạn này khá là nhiều. Wow. Em cũng có bấm vào thế giới bé thế nào, mình gặp nhau có phải muôn đời. Ý em là anh ấy là tím đa sầu đa cảm. Đúng rồi, thế cho nên em nghĩ là bạn ấy là giới tính thứ ba, bởi vì giới tính thứ ba thì sẽ là một cái phép cộng hoàn hảo giữa sự tinh tế của một người phụ nữ và sự quyết đoán của một người đàn ông. Thế cho nên em nghĩ bạn ấy là giới tính thứ ba. Khi mà đi xem MV với cả phim chiếu rạp thì em cũng có thấy anh này rồi. Và tình cờ vài lần em cũng có xem được những cái video mà anh ấy làm, thì em thấy đây là một người như mọi người xem trên TV thôi. Mới ngày hôm nay chắc chắn khẳng định anh này là một người mà rất là nhiều năng lượng. Em cũng không nghĩ là anh này là màu tím, và em mong rằng là Kara có thể là đến được với cái anh này, tại vì anh này là một người rất là nhiều năng lượng, và hai người có thể làm được rất là nhiều thứ với nhau, chắc chắn là sẽ tưới mát được cho tâm hồn của chị. Hy vọng là anh ấy sẽ là độc thân. Eric đã nhìn ra màu tím rồi thì em theo Eric 100%. Tin tưởng. Tím luôn đúng không? Cái người đàn ông mà Kara tìm ý, nó vẫn phải có một chút cái sự đàn ông trong đấy nữa cơ, chứ không phải là cái kiểu trẻ con nhỉ? Không, người ta nhiều năng lượng nhưng chắc chắn người ta không, thì đấy là suy nghĩ của em, cái của chị là cái suy nghĩ của Eric đấy. Eo dã man rồi. My queen. Mèo. Say something. Okay, queen here. Nói thật là không nhìn thấy màu tím trong cái tập này nha. Gu của Giang. Không phải quên, nhưng mà cái nụ cười quá đẹp nha. Yeah. Yes. You have a nice smile. Đúng là rất nhiều năng lượng, lại thích làm gỗ, rồi thích, tức là một cái người mà không bao giờ buồn. Bây giờ kể cả anh ta không tím đi thì cũng sẽ không phải là cái người mà chịu đi giải quyết những cái giận dỗi, những cái sự nhạy cảm của em tự dưng hôm nay không muốn trả lời, mong người ta sẽ đi tìm mình đâu. Chỉ có thể là vui, đừng có bao giờ làm cho nhau mệt mỏi, thì có thể đấy là trường hợp anh ta xanh. Còn chưa tính trường hợp tím, vậy thì cũng khá là khó để mà hợp với em. Thì thôi, bây giờ chị nghĩ là không lẽ giờ chị không đứng về phía Phúc đúng không? Không, chị có thể đứng theo phía của chị. Vậy thì chị sẽ nghiêng về phía hai người em của chị nhiều hơn là một người em nhá. Chị sẽ về phía Phi Bóng với cả Voan. Oh my god. Purple. We are not purple. Yeah. Đấy là suy nghĩ của các em. Còn khán giả thì không? Mời các bạn. Wow. 89% độc thân. Green. Người ta ngon lành như vậy mà nghĩ sao đưa ba cái màu tím. Buồn hết nói. Bây giờ là anh chàng quản lý. Chào em, anh là Trọng Khanh. Công việc của anh là nhân viên tư vấn bảo hiểm. Công việc này đòi hỏi anh phải dành khá nhiều thời gian trong ngày để tìm hiểu về khách hàng, cũng như tạo dựng niềm tin và chọn cho họ một sản phẩm phù hợp nhất. Bên cạnh đó, chăm sóc và giữ mối quan hệ với khách hàng cũng là một việc làm thiết yếu. Ngoài thời gian dành cho công việc, anh thường thích ở nhà nấu ăn. Công việc bận rộn khiến anh không thể chuẩn bị đầy đủ các bữa ăn trong ngày. Thế nhưng, anh lại luôn dành nhiều thời gian để chăm chút cho bữa ăn tối của mình. Mỗi khi vào bếp, anh thường dẹp hết những lo toan bộn bề của cuộc sống và dành hết tình yêu của anh cho những món ăn. Em à, em có thích mỗi ngày đi làm về mệt, có người ở nhà chờ sẵn em với mâm cơm ngon và đầy đủ màu sắc hay không? Với anh, cuộc sống luôn nhiều những khó khăn và thử thách. Anh cũng chẳng ngại nắng và chẳng ngại mưa, vì nắng mưa là chuyện của trời, yêu em là chuyện cả đời của anh. Hãy cho anh cơ hội nhé. Em biết anh này nè. Wow. Anh hay gọi điện cho em. Xin lỗi, có thể cho anh làm phiền chút được không ạ? Hôm bữa trước tôi nói có người gọi nói là anh ơi, cho em bên em có lô đất nền này nọ. Cái anh nói là anh không có nhu cầu mua đất nền em ơi. Không sao anh, bên em cũng có bán luôn cái sim số đẹp á này nọ. Thì nói không, anh cũng không có cần xì sim số đẹp. Anh ơi, bên em cũng có luôn cái bảo hiểm nhân thọ đó. Nói em nó nghe nè, anh đang bận, anh không có nhu cầu gì hết.
cái bạn ấy nói ô vậy may quá anh ơi, bên công ty em có một cái gói đặc biệt dành cho những khách không có nhu cầu như anh. Trời ơi, tới mức đó mà vẫn còn câu chuyện em ạ. À, khủng khiếp thiệt, họ có những cái kỹ năng hay lắm. À, em thấy sao? Ôi sao em để luôn hả? Em vô tình rồi. Em vô tình rồi, em vô tình à? Tình anh quá anh ơi. Cái gì nhỉ? Ý là anh là người cuối cùng bước ra. Và khi mà anh bước ra thì em khá là để ý cái bước chân của anh. Thì thấy nó hơi liêu siêu, nghiêng nghiêng câu ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo. Dưới bóng cây ngô đồng. Có hai người màu tím. Okay. Đó là lý do vì sao mà nãy em chọn anh kia là green. Tại vì em biết là có thể là purple là ở cuối. Tại vì em cũng... À, có nghĩa là MC là best for last à? Yeah, thực sự là em rất phân vân. Nhưng mà đến khi mà em xem cái đoạn clip thì em thấy là nghề tư vấn bảo hiểm nữa là cần một cái nghề mà cái đầu tiên là cái việc nói nó sẽ rất là phải trôi chảy, nó sẽ rất là phải gọi là ngọt ấy, ngọt ngọt. Thì và xong rồi đối với tất cả khi mà anh ý phỏng vấn ở trong cái video thì tất cả mọi cử chỉ của anh ý thì em cảm giác là nó là đang là một cái sự có sắp xếp nhẹ ở trong đó. Và anh cần phải học thuộc để nói lại những cái điều đó nó một cách nó chưa được tự nhiên lắm. Thì em cũng nếu như thế lần này em sẽ theo. Nhưng mà chương trình có hai tím không? Có chứ. Chị cả của em. Có tập 5 tím luôn ý. Ok, em chọn màu tím. Có thể cái sự hời hợt với Kara là bởi vì là anh này không phải là tím mà là có thể là đã có chủ rồi. Oh. Yeah, oh wow wow wow, đúng. Mặt gia đình mà đúng không? Thế còn Eric thì sao? Đúng rồi, nãy giờ cũng chưa có đã có chủ nhiều đúng không? Chưa có đỏ. Chưa có đỏ thì em nghĩ anh này đúng đỏ rồi, nó phải đủ, phải đều đều chứ đúng đấy, không nhỉ? Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó vui đúng không? Đúng rồi, xanh đỏ tím phải đều nhau chứ. Ok, khán giả nghĩ sao? Khán giả cũng ai chọn cũng màu xanh hết á. Sao hôm nay nhiều xanh quá không rồi? Nhưng mà riêng anh này là màu đỏ nhiều hơn nè nhá. Anh này là màu đỏ nhiều hơn những anh còn lại. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng để anh mời em đứng dậy đem lựa chọn một tí. Hồn quá à. Cho anh biết một người không phù hợp nhất với em, anh ta sẽ phải dừng lại. Mời em suy nghĩ. Và điều đầu tiên thì em muốn cảm ơn năm chàng trai đã có mặt tại đây và mọi người đã đứng ở đây rất lâu từ nãy đến giờ. Và em rất tiếc nhưng mà em sẽ đưa ra lựa chọn đầu tiên của mình. Kara dường như đã có quyết định rất nhanh chóng. Ai trong số 5 chàng trai sẽ phải lộ diện đầu tiên? Kết quả sẽ có sau ít phút. Người ấy là đó chính là anh Trọng Khanh à? Ok, chúng ta sẽ gặp lại sau. Cho anh hỏi là vì sao em chọn bạn Trọng Khanh? Dạ, điều đầu tiên là khi mà anh bước ra em đã có cảm giác là anh là một... Thứ nhất như chị Giang nói là có thể là một người đã có gia đình. Và ở trong đó em lại thấy có một sự dịu dàng ở trong đó nữa. Gia đình dịu dàng luôn. Và nên là em bị cân nhắc vừa có gia đình vừa hoặc là giới tính thứ không sao, họ đều hoàn toàn có thể có một gia đình dịu dàng em ạ. Mời mọi người chốt cái màu nào. Ok, tôi cùng gặp lại Trọng Khanh. Crazy, 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 cr
chúng ta có cần chờ để đổi màu không nhỉ? À, anh cũng chưa biết em ạ, vì chương trình này nó nhiều bất ngờ đúng không em? Biên tập chương trình khôn lường. Thế người ta là da màu tím hay anh chị như được của đấy. À, làm gì đấy? Đầu tiên tham gia, hơi hứng khởi. Chào em. Dạ chào anh. Em là ai? Em là Trọng Khanh, hiện đang là nhân viên tư vấn bảo hiểm. Cho anh hỏi là cái lý do em đến với chương trình là gì? Em come out với gia đình cũng khá là lâu rồi. Em biết là gia đình cũng... Mẹ cũng khá là buồn em. Ba cũng vậy. Mà em chưa có một lời xin lỗi nào hết. Nhưng để thấy chương trình, xin lỗi ba mẹ là con đã không làm tốt nhiệm vụ của con. Nói thế này thì là phải chia sẻ với em. Ai giao nhiệm vụ cho em phải làm vừa lòng mọi người? Không ai giao cái nhiệm vụ đó cả. Ai giao cho mình cái nhiệm vụ là phải sinh con đẻ cái? Chúng ta được sinh ra để hạnh phúc, chứ chúng ta được sinh ra để cống hiến, để giúp cho nhiều người hơn trong cõi đời này. Chứ ai lại được sinh ra để sinh ra một đứa con rồi nối dõi tông đường? Chúng ta không phải là những cái phiên bản để duy trì nòi giống cho nhau. Thế giới bây giờ đông lắm rồi các anh chị ạ. Người ta còn khuyên nhau bớt sinh lại mà. Thế tại sao chúng ta lại cứ mang cái trọng trách là cứ phải là nối dõi tông đường để làm gì? Mặc dù thừa biết là trong một gia đình khi có con trai chúng ta hạnh phúc là vì gia đình mình dĩ nhiên sẽ có người nối dõi này nọ, nó mang cái niềm hãnh diện cho dòng họ. Điều đó sẽ hạnh phúc khi ai trong dòng họ cũng đủ trưởng thành, cũng có đủ cái chín chắn và kinh tế mọi mặt để trở thành một người tốt trong xã hội, để duy trì tiếp cái điều tốt đẹp đó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như cái người đó họ không có cái gì cả? Họ không có sự hy sinh, họ không có lòng bao dung, họ cũng chẳng có cái trình độ gì, họ sinh ra một đứa con, họ chẳng giáo dục gì nó, để rồi nó trở thành một cái người tệ hơn nữa cho xã hội, thì sinh ra quá nhiều để làm gì? Vì vậy cho nên, chúng ta là ai đi chăng nữa, chúng ta chỉ nên là chúng ta mà thôi. Và quý vị sinh ra một đứa con nào, thì dù gì đi nữa nó cũng là con của mình. Chí tính không ai được lựa chọn. Anh chẳng thấy em có cái lỗi gì để mà phải sinh. Có điều đúng hơn là nói với bố mẹ một lời là thông cảm cho con. Chấp nhận con với hình hài này thì cũng chấp nhận con với giới tính này. Nó chỉ là một cái điều mà mong bố mẹ thông cảm thôi. Động viên anh một chút nha. Tức là như vậy này, thực ra không cần phải là đàn ông phải lấy vợ thì mình mới có con đâu. Chuyện có con giờ nó quá dễ. Nếu chỉ bởi vì chuyện nối dõi tông đường thì Giang nghĩ nó không phải là vấn đề. Chỉ có điều là cha mẹ của mình họ đều giáo dục chúng ta là đàn ông nhá, lớn lên nhá con nhá, phải thành người như thế này, thành người như thế kia, phải lập gia đình. Họ bị sống theo cái đó. Nhưng mà anh thử nhìn đi, trong chương trình của mình, ngoài những cái khoảng không để mà tôn vinh những cái người trong cộng đồng LGBTIQ ra, thì chúng tôi cũng vẫn tôn vinh những cái câu chuyện, những cái cặp đôi có gia đình, vẫn tôn vinh những người độc thân tìm đến nhau. Nghĩa là dù anh có là bất kỳ một cái màu sắc nào, nó cũng là một cái màu sắc, một cái thế giới riêng xứng đáng được tôn vinh và đáng quý. Và anh có cái giá trị riêng của mình. Cho nên là vẫn là một cái lời khuyên rất là bình thường thôi, đó là hãy tin vào cái con đường riêng của mình. Và khi anh thành công thì cha mẹ nào cũng hạnh phúc. Và khi anh hạnh phúc thì chắc chắn họ sẽ chấp nhận anh. Hy vọng là các cô chú nhà có, nếu mà có lỡ theo dõi chương trình á, thì cũng lắng nghe những gì hôm nay bạn Trọng Khanh chia sẻ. Tôi cũng dành một cái lời nói với các vị phụ huynh mà hiện nay có con em giống như trường hợp của Khanh. Con mình là một cái người mang cái giới tính thứ ba. Chúng ta không có nên trách, tại vì cái điều đó không phải là một cái điều đáng trách. Là tại vì nếu như mà nói về công bằng á, mà muốn trách á, khi cái vị trách đứa con là tại sao con lại làm bố mẹ thất vọng như vậy, con lại làm bố mẹ là mất hết niềm tin về một cái người con trai mà bố mẹ sinh ra, thì cái đứa con quý vị nó sẽ quay qua nó hỏi nhỏ quý vị một câu ngược lại rằng là con được quyền trách bố mẹ không, là vì sao bố mẹ sinh con ra như vậy. Nó không được quyền lựa chọn, và chính quý vị mang nó đến cõi đời này. Và nếu như muốn trách là trách bản thân mình, tại sao lại mang cho nó cái điều đó, làm cho nó phải khổ sở mà đối diện. Vì nếu như quý vị cho đó là không may mắn nhé,
thì càng phải chia sẻ với con mình nhiều hơn. Còn nếu như quý vị xem điều đó là bình thường thì đó là điều quá tuyệt vời rồi. Sống trên đời này chúng ta đừng trách cứ nhau là vì sao bạn không làm điều này cho tôi, vì sao bạn không làm điều kia cho tôi. Thật ra chúng ta nên sống cho nhau, chứ không ai làm gì cho ai cả. Cố gắng thành công nha em. Anh cũng hy vọng là em sẽ được ghi nhận ở những cái vị trí tốt trong xã hội, để em sẽ là một cái niềm tự hào của bố mẹ. Lúc đó không cần em phải nói gì nữa, cái thành quả lao động em sẽ là chứng minh cho tất cả. Thật sự thì cũng không muốn rời chương trình sớm, nhưng mà cũng không muốn là Kara chọn mình. Tại vì 4 năm rồi, trái tim bạn nghỉ ngơi cũng khá lâu rồi. Bây giờ cho mình cơ hội để mà tìm một người mới. Mình hy vọng bạn sẽ tìm được một chàng trai ưng ý với bạn. Và thật sự thì em cũng có một điều muốn nói với anh. Đó là em mong là sau chương trình ngày hôm nay, anh sẽ cảm thấy không có lỗi nữa. Tại vì bản thân em thật sự rất yêu quý những người trong cộng đồng LGBT. Và em cảm thấy là anh là một người rất là dũng cảm khi đã come out với gia đình. Và em mong trong thời gian sắp tới anh sẽ được cảm thấy hạnh phúc và sống với cuộc sống của mình. Cảm ơn Kara. Cảm ơn đã đến với chương trình. Như vậy là nữ chính của chúng ta đã lựa chọn chính xác. Chúng ta sẽ gặp lại sau vài phút giải lao. Quý vị và các bạn đã trở lại với Người Ấy Là Ai. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Thưa quý vị, và trò chơi của chúng tôi được mang tên là Chiếc Hộp Bí Ẩn. Từng chàng trai cũng như là từng cố vấn sẽ cùng nhau thi đấu để xem là ai là cái người mà lấy ra được cái vật mà ban tổ chức yêu cầu nhanh nhất thì cái người đó thắng. Sau cái vòng này á, các bạn hãy quan sát, có những người nào lên chơi thì chơi, còn ba người còn lại ngồi bên dưới phải quan sát xem biểu cảm của các chàng trai để xem nó có lòi ra những cái nó cần lòi không. Các em hiểu không? Rồi, đi mời Eric. Nhớ để ý. Rồi, em lên em quan sát và em thích ai em chọn người đó. Ok, thì em chọn anh dancer. Chứ em chọn người ta rồi em để người ta đi bơi dơ vậy. Em tưởng anh ấy đi được. Anh phải đi được chứ, mà giờ đi không thấy đường thôi. Đây nè, đứng đây nè. Đó, thọt tay vô lỗ nè. Đây, có cái lỗ nào thọt vô. Đây, thọt đâu dữ vậy đây nè. Trời ơi, cưng ơi. Em không có cái kinh nghiệm thọt vô lỗ. Đây, đây đúng rồi, đây đó thôi. Rồi, bây giờ chúng ta bịt mắt bắt dây nha. Trò chơi đầu tiên được mang tên là Đi Tìm Cận Cảnh. Nhiệm vụ của các bạn là sẽ lấy ra được chiếc điện thoại Samsung Galaxy A71 nằm đâu đó trong chiếc hộp này. Eric nhìn thẳng, không nhìn vào anh. Nhưng mà ý là bên trong có cái gì không ạ? Không, em yên tâm, ban biên tập của chương trình là những người sống nhân ái, ăn chay trường, không bao giờ làm cái gì có lỗi với lương tâm nha. Hai em nhìn thẳng phía trước hoặc là nhìn thẳng vào mắt nhau. Chuẩn bị 1, 2, 3. Ê, đừng có nhìn. Ôi à, là sao ạ? Không có gì. Ôi, lấy đi. Lấy đi tiền. Ôi nghe quá. Nhưng mà phải nhắc là nó ở đâu chứ. Eric ơi, cầm sạch lên. Eric ơi, cầm sạch lên. Chị nhắc đi ở đâu, chỗ nào? Em phải ngồi cầm sạch lên. Ngay dưới đây. Thế nào? Đây, lùi. Eric ơi, chị bảo rồi mà, cầm sạch lên, cầm sạch lên. Lấy đi, nhanh lên, gần được rồi. Không anh ơi, tay em bên này, anh đừng sờ. Tay em bên này anh sờ đi. Có cảm giác như hai đứa nó nắm tay nhau ở trong điều hòa. Thôi em không đùa đâu ạ. Không có đùa đâu ạ. Chơi game mà bảo là em không đùa là sao? Giật tóc đi, giật tóc. Tóc đi. Lấy ra, lấy ra. Giật tóc lên. Yeah. Good day.
nó không lấy, nó không đưa cho em. Thành công. Thành công. Nó chụp được rồi mà còn tuột tầm tay với. Em là cái người không biết nắm bắt tình yêu. Phải đâu anh Nhâm. Tình yêu tới tay em rồi mà em còn bị người ta giật. Bởi vậy hỏi tại sao mà em không hát mình chia tay đi. Em không sai, chúng ta sai. Thôi được rồi. Em rờ vô em mò làm sao em biết được cái này cái điện thoại cưng. Chứ em đã có sử dụng cái điện thoại này rồi. Cái camera này khá là ấn tượng. Ở cái hình dáng của nó thì em sợ cái là em nhận ra luôn. Thưa quý vị, điện thoại Samsung Galaxy A71, nhiệm vụ thành công. Cảm ơn em trai. Cưng giận lắm. À, mình xong trận 1, giờ ai muốn lên trận 2 nha. Trời coi nó kìa, coi nó kìa. Ai đây? Hòa Minh Di ơi, như anh đã nói rồi, em là sưởi ấm cho bên game. Game nhá, đây rồi, ra đi. Đấy. Đây nha. Gu game là gu của Hòa đấy. Cao thế. Đây, đây thấy lỗ chưa, thấy lỗ chưa? Đây thấy lỗ nhá, rồi sẽ đưa tay vào lỗ nào. Lỗ rồi. Đâu? Nhìn nhau rồi bây giờ tháo ra nào. Đây, tháo bịt mắt ra. Đấy, được chưa? Anh này bỏ kính ra đẹp dai hơn á. Đẹp dai quá. Em không nhìn thấy gì cả. Kiểu như là mặt con bé này có như không mà. Nhiệm vụ là tìm một thỏi son. Bắt đầu. Ôi. Ôi. Hoàng, từ từ Hoàng ơi. Lấy ra, lấy ra. Không tìm được luôn. Chờ mà, không phải son này đâu. Đúng rồi, tiếp. Ngang ngược vậy. Được phân nửa rồi. Phân nửa rồi, hả? Còn cái nắp. Còn cái nắp. Trời ơi. Đang chơi game mà chung chung. Cố lên Hòa ơi. Anh ấy chẳng sợ gì hết đi. Rồi, chiến thắng. Anh giả bộ sợ đi. Giả bộ sợ đi nè. Thí dụ sợ sao? Rồi, đúng trước nè. Sợ. Sợ coi. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ok, ok. Đi dần dần đi. Bạn Hồ Văn Hiếu không cảm xúc. Cảm ơn em, thế là được rồi. Được. Chơi mà không sợ gì cả, chán chết đi được. Thôi, nghỉ đi, ăn đi, ăn đi đã. Trời ơi trời. Hòa, anh lại em để cho người ta làm ăn, Hòa ơi. Trời ơi, rất ơi, có bả kìa. Bây giờ, round 3, Phúc An. Phúc bạn anh ra ngoài đi. Em đi. Hay là bỏ cái lụa nhà. Bỏ cái này không, nhà nó đi. Đây này, không xa đâu. Chơi thì người ta làm cái nào nó gọn gọn, nó đưa vào cổ đấy nhá. Vừa đi, vừa dẫn. Hello. Okay, hello. Give me your hand. Wow. Này, okay. Nhầm câu tiếng Anh đấy từ nãy giờ đấy nhá. Đấy, nhầm nãy giờ đấy, hello, give me your hand. Cái cột tóc tiếng Anh nói sao? Là cái cornstalk. Là cái cornstalk. Find the cornstalk. Okay, put your hand in the low. Oh, open your eyes, open your eyes. Okay. Wow. Now, okay. Now, find the cook talk. The cook talk. Okay, hair tie. You know what that means, man? Yeah. That's you know, the... you know, cook talk, cook talk. Okay. Đấy, understand me mà. Yeah. The dây thung. Yeah, okay. 1, 2, 3. Don't put your hand together. No. Yeah, lover. No. 1, 2, 3, go. Oh my God. Put your hand, come on. Find it. You want to hold this? Yeah. Có cảm giác okay, như okay. Phúc có đang lên cua người ta chứ không phải đứng lên nó chơi trò chơi.
Thì kiểu anh thích không? Anh thích không? I'm winner of this game. I didn't understand. Oh, you finally understand. He didn't understand. You didn't understand what to find. I should only, I thought only me will play. Anh vẫn chưa hiểu. Now you know. Yeah, and then you lose. Okay, thank you. Phải nói cho bé hiểu, tại vì khi bé nó hiểu là nó đã thua rồi. Hết chuyện. Đi kiếm dây thun. Không trách được cái gì luôn. Trách được cái gì hết trơn. Giang, round cuối mời em. Okay. Now I light the hand with the clock. Đó, 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 đó. Tình yêu em vồ vập quá. Are you ready? Không có tình yêu. And now, yeah, you put the hand. Tiếng Việt. Tiếng Việt đi, mệt quá. Đưa cái tay vô đây nè. Mở mắt ra. Trời ơi, thiệt, tự nhiên cứ tôi nói ngồi, cứ tôi nói tiếng Anh. You thọt tay vô đây. And you find the chìa khóa. Rồi, đưa tay vô nào. 1, 2, 3. Con nào? Đâu? Ôi sao thế? Vô quá. Không ăn xôi đâu. Đây, tay đây. Đâu? Wow. Trời ơi trời, cái gì vậy? Con nào? Em thấy chưa? Nào em lấy ra đi. Ôi. Đâu? Eo ơi, đúng nam tính luôn đấy mà. Eo ơi, so gentleman. Cố lên. Wow. Siêu quá. Cô dân kiểu gì? Dẹp cái trò chơi này đi. Đây là trò chơi bắt lấy cái tay chứ không phải bắt lấy cái chìa khóa. Ok, ok. Ok, you win. Thank you. Ok, người Việt Nam mà kìa. Thưa quý vị, sau một trò chơi các bình luận viên lên đó đi rờ mó những thí sinh nam của chúng tôi chưa từng thấy. Rồi, bình luận đi. Eric thấy làm sao? Nhưng mà nãy em không để ý là. Không, nhưng mà công nhận là cũng man. Em bảo anh ấy hát mà anh ấy không hát. Tôi cho các anh chị một chi tiết nhỏ. Khi tôi đứng trên đó cùng với anh ta đột nhiên quay qua hỏi tôi: Anh Thành, cho em hỏi tóc em có còn đẹp không? Wow. Thật đó. Tại sao một người đàn ông luôn luôn nghĩ về cái bề... Vui tính. Không. Hỏi rất nghiêm túc em ạ. Rất nghiêm túc luôn. Rất nghiêm túc. Tại vì á, là dù gì thì cũng làm trong nghệ thuật. Đúng rồi. Khi mà lên hình hay lên sân khấu thì bạn ấy cũng sẽ phải để ý đến cái sự chỉnh chu của mình. Cho tôi nói thêm điều này. Một người đàn ông cơ bản, tôi cũng làm trong nghề này thì thí dụ mình cũng ý thức tóc tai này nọ chứ. Vừa xong mình sẽ giả bộ mình mình tự mình cảm nhận được mà em, đúng không? Tóc em mà rối em feel được liền à. Còn là này, anh, tóc em có còn đẹp không? Mà rất nghiêm túc, có nghĩa là rất để ý bề ngoài. Cho chi tiết đó phân tích đi. Rất để ý bề ngoài thì là độc thân. Nghe ngược vậy. Tại vì là đang muốn hỏi xem cái mái tóc của mình có đẹp hay không. Kara đang nhìn mình. Đúng. Cho nên là mới quan tâm là cái tóc của mình nó có đẹp hay không. Rất là tập trung xuống dưới. Any trái chiều? Không, em cũng nghĩ như chị Giang thôi. Bởi vì anh ấy lúc mà chơi với cả Eric ấy là rất để ý Kara cơ. 1, 2, 3. Em có nên any? Không. Không vấn đề gì Phúc ạ. Em phải khác chứ. Không, từ từ, em thì luôn luôn em rất là thích khác. Nhưng mà đúng thật rằng là cái anh này, anh ấy thuyết phục em quá. Khi mà em ngồi dưới, anh không có một cái chút xíu nào gọi là cái biểu hiện sợ hãi hay gì cả, mà vẫn rất là điềm tĩnh. Mấy cả người chơi đầu tiên là không biết trong đấy có gì. Đấy. Vậy nào, thì 1, 2, 3. Stalin. Ok, quý vị xin mời. Bạn này vẫn giữ được cái số bình chọn độc thân rất là cao. Tiếp theo, Dr. Sam. Nói thật nhá, bạn này cực kỳ man luôn, rất đàn ông luôn. Và cũng là một cái người thú vị.
chứ không phải là không. Tại vì khi mà em cố tình em nắm cái tay thì bạn ấy cố tình ấn cái tay của em xuống bắt em cầm con lươn. Không phải đâu em, cái đó là anh kêu đó. À vậy hả? Không, nhưng mà anh hiểu không? Cái thái độ của bạn này mặc dù rất là welcome, ok, nhưng mà có những cái hành động nó mạnh. Em có cảm giác như là chứng minh rằng là tôi chỉ đang play cái game này thôi chứ không có ý định gì với cả chị nha. Tại vì có thể là có cái người đang watching cái điều đó, hiểu không? Nó có cái cảm giác đấy. Đôi khi nó cũng có cái thứ hai là do người ta không có cảm giác với em. Không, đôi khi có thể là người ta cố thể hiện để đánh lừa. Và đôi khi, nhiều khi người ta thích con bé này nên giữ ý tứ với con bé thì đấy, này. Thì có thể là ai đó đang watching thì cầm tay em rúi rụi xuống dưới cái con luôn đấy. Mà em sợ quá trời luôn. Em sợ mà em bu người ta, em ôm người ta như vậy hả? Em sợ. Một yếu tố nữa đó chính là cố tình làm như thế để gây ấn tượng với chị. Không không không, wow. Em chị chỉ là cố vấn thôi, đừng đừng làm chị hoang tưởng rồi chị tưởng thật. Nhưng mà sẽ sao cứ có cảm giác là red nha. Nhưng mà bạn này thú vị lắm em, nếu mà thực sự nếu mà được trải nghiệm sai. Cái bạn này nhìn gần đẹp trai không? Siêu cấp đẹp trai vô tôi địch. Chết rồi. Mà có vẻ ngọt ngào mới chết chứ không phải là lạnh lùng đâu nhá. Cho một cái động lực đi. Giờ làm sao giờ? You can really dance. Green, rồi chưa anh ấy tự nhận green rồi chết rồi. Có green. suy nghĩ mà nha, mặc hào hứng luôn kìa, đang không, rất là máu lửa. Anh này rất là thích kiểu chơi nha. Nhưng mà tại sao có green mà lại hét lên trên sân khấu là green thế á? Dạ, dạ, anh đang đánh lừa mình. Ok, bây giờ tin nha, tin là green nha, không phải là chớt nha. Anh này rất thích chơi trò chơi đấy. Để chơi trò chơi thì dơ màu lên đi nào. Nào đã chơi trò chơi, chơi luôn, chơi luôn. Không không, đã chơi trò chơi thì phải có đầy đủ xanh, đỏ, tím, vàng. Phúc hơi cô đơn trong những cái lúc mà bắt cuộc bắt chơi nhiều kiểu. Người ấy. Cô đơn kiểu không ai hưởng ứng. Mới đầu em cũng bảo là chị bảo màu đỏ đó. Màu đỏ á, nhưng mà vừa nãy cái cách anh ấy chơi game đó thì em nghĩ là anh ấy xanh. Bởi vì anh ấy không có e ngại. Phải không e ngại mà thậm chí còn đùa ngược lại. Là làm sao đỏ được. Từ từ mọi người ơi. Nhìn cái cách anh ấy chơi với chị Giang lúc nãy là anh biết anh này là một cái người mà rất là có cái máu mà thích chơi nha. Thì sao vẫn đưa màu đỏ? Và nãy là khi mà chị Giang là anh hét green lên là có thể anh đang đánh lừa bọn mình đấy nha. Không. Bọn mình sẽ chui vào cái lừa đó. Chị không chui kệ em. Em thực sự ngu ngốc. Bảo vệ người ấy cũng không xong. No, not me. Em không chui điểm ló ra đi. Lúc đầu tiên em đã chọn anh là màu đỏ vì em đã nghĩ là anh có bồ. Ơi. Nhưng khi anh chơi game với chị Giang thì em thấy... Em càng khẳng định điều đó hơn. Em thấy là anh không có sợ một người phụ nữ đang ở nhà coi mình hay là đang ở bên dưới này coi mình hay là như thế nào cả. Không. Em thấy là... Em cũng màu xanh nhưng mà nói nhiều lắm. Thôi em đổi nha. Nguy hiểm. Eric. Em vẫn nghĩ anh này độc thân. Thôi, không bàn anh ấy nữa, khán giả bàn. Ôi. 88% độc thân nha. Rồi, bây giờ đây, gamer. Bây giờ nói thiệt nha, cực kỳ dễ thương luôn. Tức là lúc nào cũng làm cho mình cái vẻ mặt là lạnh lùng, rồi ai nói gì cũng không cười, rồi ta đây không quan tâm sự đời. Nhưng mà thực lòng mà nói là ngại. Em cũng cảm thấy được cái sự dễ thương. Tức là shy nha. Dễ thương, dễ chứ không thương. Phải là cái người khô khan lắm. Khi mà có cái chuyện gì là cười và bỏ kính ra là rất là em đẹp trai. Bỏ kính ra được không? Bỏ kính ra đẹp trai không? Bỏ kính ra coi em, bỏ kính ra em trai. Wow, mắt sâu hóm nha. Và cái bệnh của cái người cận ấy, cái mặt họ cảm giác như họ hơi bị tập trung để họ cố nhìn một cái điểm gì đấy, cho nên là cảm giác là họ trông hơi khó ở. Nhưng thực ra là không phải đâu, bạn này được dễ thương đó. Mà sao lại thấy hợp với Kara mới chết không, chứ. Nhưng mà ở kia có gì sao mà anh cứ từ lúc bắt đầu bước ra đây là anh đã nhìn ra đấy rồi đó cơ. Chính là cô gái của em chúng còn ta. Lại chị là vì anh bảo rồi, em hiểu không? Lúc anh bảo anh bỏ kính ra nhìn vào mặt em, anh bảo không thấy gì cả. Không, gần như thế mà không thấy gì có nghĩa là mắt người ta rất kém. Cứ nhìn cái gì ở đây này. Em đi tìm luôn hả? Này không phải thật ấy. Này bình tĩnh Hòa. Hòa ơi, Hòa. Em như con đi đánh ghen đi Hòa. Coi lắm đó. Em làm sao đấy? Không phải ở đây có ai, anh ấy cứ nhìn từ đầu đến giờ ấy. Không, nhìn là nhìn Kara. Bây giờ chọn đi. Đùa chứ, em là người chơi game mà anh ấy thì ngoài cái vết xương này ra. Anh ấy... Đấy, lại nhìn. Anh ấy nhìn cự ly gần á thì rất là dễ thương, da trắng và rất là đáng yêu. Chứ không phải lạnh lùng hoặc là cái kiểu gamer như này đâu. Này, tôi để ý là anh ấy đang nhìn cô bé đấy. Cự ly xa quá nên cái tầm mắt người ta có cảm giác phải không? Nghiêng về bên trái. Phải không? Thật mà. Không phải với cả chơi game nhiều ấy anh ạ.
cái đồng tử nhiều khi nó cũng đánh lạc hướng. Nhìn Kara nhưng mà tưởng là nhìn ra biên tập hiểu không? Không có nghĩa là thế này. Nhìn Kara nhưng mà cứ check qua mình cứ tưởng nhìn cameraman. À ừ đấy đấy. Nhưng mà thật sự ra là Kara đấy chứ không phải cameraman nha. Đấy. Mà nhìn Kara nhiều như thế là chỉ có Xanh thôi. Xanh. Xanh nhá. Không chừng ba Xanh ấy. Họ bốn Xanh còn có thể. Xanh hay không Xanh? Đã bảo là bốn Xanh là chia đều một mấy chị em mình. Thôi nhưng mà cái gì đâu mà. Vơ vẩn. Này nhưng mà sao lúc nãy anh hỏi nhìn Kara xong anh ấy ở trên kia anh nói là không phải. Khi anh bảo là nhìn Kara em phản đối à? Thấy chưa? Không, anh ấy bảo không mà. Em làm không. Sao đấy? Anh nhìn cô ở đây đấy. Eric đừng hy vọng nữa, đừng hy vọng nữa dùm chị nhá. Em làm sao đấy Eric? Thôi được rồi, quyết định nào. Đây, 1, 2, 3 vô bảng nào. 1, 2, 3. Em giờ đã có chủ, không phải là vì anh ấy đã có chủ mà vì em không muốn. Em giờ hơi thật. Kiểu phải để cho người ta trải nghiệm chứ kiểu gì đấy. Không mà lại dễ thương đó. Mời khán giả. Đó. Bình chọn cao cơ chứ. Eric, tại sao lại đổi lại đã có chủ? Lúc nãy em thấy, em nhìn thấy được cái này. Em thấy anh ấy nói anh bảo không phải không nhìn Kara thì em nghĩ là trời ơi. Thì tại vì lúc đầu em cũng chọn đã có chủ mà. Đây nè, đây nè. Cái mắt của ta như nè, đang nè, nhêu nè, thấy không? Rồi giả bộ hỏi cái này phải nhìn Kara lên nè. Anh Thành đang nhìn Kara. Là nhêu con mắt, ta lắc cái đầu vậy chứ. Cái mồm anh ấy nói chữ không luôn. Không, anh ấy ngại. Tua lại ngay đoạn này. Này, tôi để ý là anh ấy đang nhìn cô bé đấy. Eo chết thật, người đa đoan. Rồi, đây, hot boy. Chàng hot boy này khi mà... Thì khá là trẻ con đấy. Khi mà too em... handsome. Yeah. Khi mà em tiếp xúc gần thì là em thấy là anh ấy rất còn đẹp trai hơn khi mà khi chúng ta nhìn xa đấy. Da mặt cũng rất là đẹp. Em ơi, đây đâu phải cuộc thi nam vương gì mà em vẫn thích. Không, nhưng mà thực ra là tại vì nãy anh ấy chưa hiểu cái món đồ lấy nên là mình cũng chưa thấy được cái cách chơi của anh ấy nên là lại thấy lúc nãy lại khá là bình tĩnh. Lúc mà anh ấy chơi xong anh nhảy về cái chỗ của anh vùng vằng cơ. Có vùng vằng. Ừ đấy, Kara để ý anh vùng vằng cơ kiểu có vùng vằng bởi vì như này này. À, chưa kịp buộc cái chun đó. Đã. Không hiểu không? Có cái vùng vàng đó nha. Có cái kiểu nhõng nhẽo đúng không? Không. Có cái chun chưa sắp buộc gì đã tụt tích. Không mọi người, vùng vàng vậy. Ở đây là vùng vàng của một người nhiều năng lượng. Em vẫn hy vọng rằng là đây là một người tưới mát tâm hồn cho Kara và em sẽ chọn độc thân. Nói thật là như vậy nè, vùng vàng là bởi vì chưa hiểu là phải lấy cái gì mà đã bảo người ta thua rồi, ta không chịu cái chuyện đó. Thì hãy nghĩ vùng vàng một tí xíu thôi. Hoặc có thể một phần là bởi vì vùng vàng là tại sao lại bắt chơi Phúc. Nhưng mà vùng vằng vì lý do gì đi chăng nữa thì em thấy chị nói đúng không? Dạ. Em mà dỗi nhá thì xin lỗi luôn, tự làm lành, hiểu không? Còn không có cái chuyện đấy đâu, có chỉ dỗi ngược thì có. Cái nơ màu tím này tại sao lại buộc nơ màu tím to quá? Đó, to quá cũng vùng vằng nha, cho nên là thấy không hợp nha. Nhưng mà một cái gương mặt như thế này đến một cái show như vậy không bao giờ là tới không có mục đích. Và em không nghĩ anh ta sẽ đưa lên một tấm bảng màu đỏ. Hoặc là anh ta có một câu chuyện màu tím. Hoặc là chắc chắn anh ta phải tới đây để có cái màu green này. Rick sao? Nhanh thì chị còn theo. Trong nghề thì em cũng có tiếp xúc với rất là nhiều bạn, người mẫu này hay là ca sĩ hay diễn viên gì đó thì sẽ có rất là nhiều người trong giới LGBT và em kiểu cảm giác như em có một cái gọi là một cái đồng cảm. Giác quan thứ 6. Không có giác quan lắm, nhưng ý là em có thể cảm nhận được. Em cảm thấy là hơi nghiêng về màu purple. Nhưng mà em thì lại nghĩ là như này, nếu như mà tí nữa bạn bước ra mà bạn không phải là màu tím ấy thì thực sự là Eric thấy rằng là cái người phụ nữ của bạn sau này sẽ rất là may mắn. Bởi vì là sở hữu được bạn, bởi vì bạn tạo cho niềm vui cho người phụ nữ của mình. Và cũng như là làm cho người phụ nữ của mình có được nhiều năng lượng. Nhiều năng lượng hơn. Em thấy bạn ấy cười không? Em đoán tới cái đoạn đó bạn ấy đứng cười. Bạn có hiểu đâu. Thì đó, đây anh dịch đây, đây dịch đây. Đang đàn Eric nói này vừa nói xong nè, đứng cười. Nó nói gì vậy trời. Em hiểu không? Không hiểu. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì em nghĩ rằng là người mà Kara cần lúc này sẽ phải là một người quan tâm được Kara và chăm sóc Kara chín chắn, vững hơn. Vàng và đàn ông hơn. Thì yeah, em nghĩ rằng really là no. Em không ai nói là Yura không kind cả. Nhưng mà ý là em nghĩ là Yura sẽ không phù hợp với Kara nên em sẽ không muốn cho Kara chọn. Wow, sâu sắc nha. Người ta yêu nhiều, ta biết. Ta đây là yêu nhiều nhất đây nè. Không à. Ta biết. Thế thì để nhanh gọn thì Eric đã rồi thì em cũng theo lại. Sorry. Em không biết là bạn sẽ là màu sorry. Gì. Sorry. I'm sorry. Sorry. Mời quý vị.
Yeah. Wow, Yuri. Càng nói thì khán giả lại càng cổ vũ nhiều hơn cho Yurabo. Khán giả thích màu xanh lắm. 91% độc thân. Vâng, thưa quý vị, ai cũng đã có số bình chọn cho riêng mình. Dựa trên những dữ liệu đó, loại giùm anh một người em cho là không phù hợp. Cứ suy nghĩ từ trong trái tim mình ngay thôi. Ôi cái này khó quá. Ôi bốn người này loại ai cũng tiếc. Thật sự là từ đầu em luôn có cảm giác là mọi người đều độc thân luôn á. Làm ơn đừng loại sang mình được không? Trời thì có tiếc quá. Và qua vòng thứ hai này thì em muốn nói là cảm ơn mọi người vì đã đến đây. Và lựa chọn tiếp theo của em, em rất tiếc, em xin chọn anh Đỗ Lâm ạ. Ôi. What? Yeah. Oh my god. Rất tiếc. Nhưng hãy vào chỉnh tóc lại đi em. Chúng ta gặp lại sau. Tại sao vậy? Nếu mà được cơ hội thì em sẽ không muốn có một người mối quan hệ với một người trong giới à. Sao vậy? Tại vì hàng ngày kiểu em đã có nhiều chuyện quá rồi, nên em là muốn có một người khác cái công việc với mình để chia sẻ nói những chuyện khác. Tại vì sau khi làm việc rồi thì em thật sự không muốn nhắc đến công việc nữa. Đúng rồi, để dùng giống cái em lúc nãy nói. Đúng maybe rồi, là chị muốn lúc, tìm lúc một cái người. Lúc đầu nói là đó, chị muốn đã tìm một cái người mà hiểu khác. Hiểu rồi, biết rồi, nhưng mà mình trải qua rồi, mình khuyên nó mệt lắm. Anh nghĩ là tùy thôi bé ạ. Tại vì chắc bé chưa có trải qua cái này. Anh nghĩ là trước đây em có thể gặp nhiều người và họ cũng trong giới này nọ. Em có quá nhiều cái phiền toái trong công việc nên em phải đối diện. Em sợ cái điều đó. Nhưng sẽ có rất nhiều người, dù là trong giới, nhưng họ mới đủ cái độ thú vị, cái độ từng trải để cho em nhiều câu chuyện. Cái người ngoài giới đôi khi, anh nói đôi khi hợp thì không nói làm gì, tinh tế thú vị thì không nói làm gì. Còn những cái người mà sống cơ bản, họ không có hiểu được cái giới của mình thì họ lại còn không chia sẻ được với em hơn. Theo anh nghĩ nha, nếu như mà để nói qua nhiều cái câu chuyện, anh thấy rằng là thì có người trong giới yêu người trong giới là riêng giới này là hợp lý nhất, dễ nhất. Đây để Hoa nói cho một cái, vì Hoa đang yêu và sống cùng một người không trong giới. Cái điều mà Hoa nhận lại được là đúng là như Kara nói, là chúng ta sẽ không nhắc đến quá nhiều những vấn đề trong sự nghiệp bởi vì đã quá mệt mỏi rồi. Khi mà mình tâm sự với họ ấy, thì họ sẽ đưa cho mình một cái lời khuyên mà nó trưởng thành hơn, nó khác biệt hơn. Nhưng phải tìm được một người mà ít nhất họ cũng có một cái gì đó liên quan đến cái giới này cơ. Ví dụ như họ cũng thích hát, họ cũng thích vẽ, họ cũng thích này kia, thì cái tâm hồn nghệ thuật nó mới đồng điệu được. Đấy, nhưng mà đấy là cái kinh nghiệm sống. Không, có một cái điều này giống như cái ý của anh Thành nói, nhưng mà nói đi cũng sẽ phải nói lại một chút xíu. Tại vì như anh Thành nói, nếu mà khi mà chị chọn một cái người không trong giới thì muốn mà tìm một cái người mà không trong giới mà hợp là phải một cái người nào nó phải hơn, tinh tế hơn. Trong giới cũng như vậy. Có lẽ là trong mắt của em thì bạn này còn là dancer và tuổi cũng khá trẻ, thì em cần một cái người nó chín chắn hơn để từng trải hơn, chỉ em nhiều điều hơn, đúng không? Ok, cũng được. Thế mọi người chốt màu cho mình đi nào. Bốn màu xanh lá cây. Tiếc thật ấy. Thôi phải chọn màu đỏ đi để hy vọng cho Kara đi. Và bây giờ chúng ta cùng gặp lại Thanh Lâm. Thôi. Bài của em. Bad boy, bad boy. Wow. Bài của Kara nha mọi Kara. Người. Người đã khiến tim em rung động. Wow. Và tổn thương đêm ngày nhớ mong. Ôi. Chỉ muốn ôm anh trong lòng, rút ra chân không và lòng kín anh trong căn phòng. Chẳng là giấc mơ nơi thiên đường, chẳng thể với tay chạm tới được. Ôi, wow. Ôi bịt mắt nhảy luôn. Như là đó kêu xa để được sánh đôi. Ôi siêu nhỏ, bịt mắt nhảy luôn. Ngày từng ngày em cứ bước theo người. Giờ em cứ dõi theo người. Đời một lần em sẽ bắt anh về, để anh không rời xa. Yêu em thôi này, yêu em thôi này, yêu em thôi nhé. Baby tin em thôi này, tin em thôi này, tin em thôi nhé. Trên thế gian này duy nhất em này. Và trời ngoài kia không soi tim anh sao.
chỉ muốn nắm anh trong tay. Ôi 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 ôi, đẹp trai quá nè. Ôi ôi, nổi da gà. Thật hả? Thật đâu? Ủa sao được? Hết chưa? Okay. Ủa sao được? Ok, một sự em sai lầm cười mà đúng quá, em chấp nhận số phận đi em. Ủa sao được là sao? Một sự sai lầm đúng đắn. Trời ơi, còn níu kéo ủa sao được nữa. Trời ơi, thiệt. Đi rồi cho nhảy đi cho nhiều người lắm rồi phải không? Những nghệ sĩ nào em đã từng biểu diễn chung? Em xin chào anh Thành. Em xin chào ban cố vấn và chào Cara. Em là Lâm, đến từ Vũ đoàn Bước Nhảy. À. Nhóm em đã từng trình diễn cho anh Đàm Vĩnh Hưng, rồi anh Lưu Phước Thịnh, nhiều ca sĩ khác. Quê em là chắc là Bắc Trung Bộ đúng không? Em người ở Gia Lai. Nghe cái giọng lạ quá. Bây giờ thế này nè, đã có chủ thì là người yêu hay là vợ hay là đã có con? Dạ là người yêu ạ. Hôm nay cô ấy có đến đây không? Dạ có. Đâu? 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 Ôi 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 ôi. Thấy chưa, 140 cô này. Wow, anh Thành, anh Thành. Chị cuối cùng, chị cuối cùng. Có một gì luôn này, chị cuối cùng. Đấy chị này, chị này. Chắc luôn. Đẹp đôi quá. Chúng mình yêu nhau được gần một năm. Nhưng mà chị có phải là dancer không? Dạ em cũng là dancer nhưng mà khác. Có rảnh mà ra để nhảy không em? Ừ. Bây giờ cho hỏi nè, là hai người yêu nhau trước khi đi nhảy hay là đi nhảy gặp nhau rồi mới yêu? Em không gặp Lâm, không liên quan gì tới Lâm. Chết rồi sao yêu? Em bên múa, là đi nhảy. Bạn hay comment story của em. Trời để ý người ta chỗ nào rồi tự nhiên làm gì comment người ta anh chị? Đầu tiên vừa nhìn thấy ở trên story là thích rồi anh. Rồi bao lâu rồi mới được dính? Em cũng không nhớ, nhưng mà nói chung đẹp trai không bằng trai mặt. Tầm hơn một tháng là được. Là dính. Hay ha. Được, hợp lý. Em cho mọi người biết cái bạn này là một người như thế nào? Dạ, lúc đầu á, em nghe về Lâm là nghe những cái điều rất là tiêu cực, không có tốt không à. Nhưng mà... Em để ý đi, thường mấy người mà đẹp trai á, không có ai có tin đồn tốt hết em. Tại người ta ganh, ta không có, người ta ganh tị, người ta phải đồn xấu thôi. Bởi vậy mới một tháng mấy em không dám nhận lời luôn á. Thì em cũng quen biết mấy bạn dancer rồi này nọ, thì có hỏi là biết anh này không, anh này ảnh sao. Nói chung không ai nói tốt. Kiểu đừng quen nha, đừng quen nha, nhưng mà thôi kệ. Kiểu duyên tới thì mình nhận thôi à. Nhưng mà bây giờ sống chung được thời gian rồi thấy sao? Có giống ta đồn không? Lầy hơn. Lầy hơn nữa hả? Bởi vì mới nói là thế này, thường á, yêu á, bớt nghe góp ý lại. Yêu là yêu thôi. Yêu là yêu đi. Thí dụ có lừa nhau cũng được, cho là ngu cũng được, nhưng cái đó là do mình chọn. Ít ra mình có cái bài học. Nghe nhiều quá cái tự nhiên mình hoài nghi phải cái người tốt, tự nhiên mình lại thấy mình có lỗi với người ta. Có thể người ta không tốt với tất cả những cái người đó, nhưng mà người ta sẽ tốt với mình. Hoặc kể cả người ta không tốt với mình, nhưng người ta làm cho mình thích, mình sướng, ok. Tại vì tình yêu nó là chuyện riêng của hai người. Có khi gu em là gu khổ. Đừng nghe ai nói gì hết trơn á. Yêu là yêu, hai người là yêu. Nói chung là tình yêu thì tự mình đi mà trải nghiệm. Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ mình nghe ra nghe vô nhiều quá, tự nhiên cái mình suy nghĩ tùm lum tà la mệt lắm. Yêu là yêu rồi còn kể. Thì thôi bây giờ thôi, yêu được rồi thôi. Chúc mừng ta. Các anh chị hạnh phúc. Em cho bạn gái của anh một lời nói nào đó đi. 4 năm cũng là một thời gian dài. Thì em đã đi ở trên cái con đường đó một mình rồi. Thì bây giờ anh mong em sẽ tìm một người phù hợp và cùng đi với em trên cái con đường đó. Em mong là hai anh chị cũng sẽ nắm tay nhau như vậy, đi cùng nhau thật lâu ạ. Em cảm ơn mọi người. Thank you. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nha. Chính ra con bé Cara hột xoàn này nó giỏi đó chứ. Rất lý trí. Tại sao trong 4 người mà có thể lựa ra được cái người đúng, hay đó chứ. Tiếp đi. Thưa quý vị, phải tiếp thôi. Nhưng nghỉ giải lao sau vài phút chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Người ấy là ai.
Quý vị và các bạn đã trở lại với Người Ấy Là Ai. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Và vòng thi thứ ba này chúng ta chỉ còn 3 chàng trai. Các bạn ấy sẽ đưa ra một cái từ khóa, chúng ta sẽ dựa trên cái từ đó để đặt câu hỏi. Tôi bắt đầu từ Gia Bảo, xin mời. Hashtag là tự do, bắt đầu. Đối với bạn như thế nào là tự do? Em nghĩ tự do là điều tạo ra sự tôn trọng. Mà tình yêu bền vững nhất á, thì nó sẽ không e thẹn, không giấu giếm và được là chính mình khi ở bên nhau. Anh và Kara mà đến với nhau thì anh có để Kara tự do trong nghề không? Bởi vì em cũng là một người làm nghệ thuật nên em nghĩ điều đó đáng được tôn trọng mà. Khi bạn ở trong một cái mối quan hệ với một ai đấy, cái người đó bắt buộc phải tôn trọng cái sở thích cũng như là cái sự riêng tư của bạn không? Em nghĩ là em sẽ thoải mái thể hiện điều đó để cho bạn đó có thể cảm nhận được cái sự riêng tư đó, giống như em đi với ai, bạn có thể đi cùng với em. Anh đang tự do hay anh đã có chủ? Ai hỏi vậy? Đương nhiên là mình sẽ tự do chứ. Anh thích tự do hay thích yêu? Em nghĩ là tham vọng là em sẽ thích cả hai. Nếu yêu Kara và bị gò bó thì anh có yêu nữa không? Em nghĩ điều đó nó sẽ không lâu dài và không nên gò bó lẫn nhau về điều đó. Sau hôm nay ấy, bạn có muốn hết tự do không? Cả hai cùng tự do với nhau thì càng tốt nhỉ. Nếu như mà yêu vào rồi mà anh hết tự do thì cái từ khóa này anh có còn sử dụng không ạ? Hết giờ, cảm ơn em. Sử dụng không ạ? Trời ơi, ấy. Cái ta sử dụng có đúng hôm nay thế? À thế hả? Hết hôm nay là anh đi khỏi nơi đây rồi. Và bây giờ là No Way. Chân thành. Wow. Rồi, xin mời. Ngày hôm nay bạn đến đây với bao nhiêu phần trăm một sự chân thành để tìm cái một cô gái ở đây? Là 100% ạ. Wow. Anh có phải là một người mà có cái trái tim ấm áp không? Em ơi, em có đặt câu hỏi, em biết cách đặt câu hỏi không em? Thì cái sự ấm áp đấy nó có bao gồm cả chân thành đó. Ừ. Anh ấy chưa trả lời. Anh có ấm áp không? Dạ, em nghĩ là cái sự ấm áp này thì sẽ để cho người phụ nữ cảm nhận. Anh thể hiện sự chân thành qua lời nói hay hành động? Em là một người thích hành động hơn. Thấy chưa, chị nhận xét chuẩn không? Em nghĩ sao về cái cặp chân của anh Trấn Thành? Rất đẹp đấy. Yêu Kara thì công việc của anh sẽ phải giảm bớt đi, thì anh có liệu có chấp nhận không ạ? Nếu mà cả hai người cùng là những người đều hướng tới công việc nhiều, sau ngày dài mệt mỏi thì những câu hỏi thăm thôi là đủ. Nếu như cái người đó rất là tôn trọng và support cho công việc của bạn đúng, nhưng mà họ cũng rất cần được sự quan tâm bởi vì đó là cái họ đang đi tìm, thì bạn có giảm bớt cái khối lượng công việc lại để dành cái sự quan tâm đấy của bạn và tìm hiểu về công việc, cái tâm tư của người đó hay không? Chắc chắn hết là giờ. Xin cảm ơn em. Cảm ơn em. Và bây giờ sẽ là Eurobot. Love. Wow. À, em biết câu này cho em hỏi, em biết đúng rồi cái này thôi. What is love? Love is most important feelings in our life because it's not about relationship or something. It's about what you feel when you go around. Do you love Kara? I love. No. Don't answer that. Okay, you love falling in love with the boy or girls is a problem with you? To feel love is boy or make a relationship is really different. Have a relationship with boyfriend. I think no. Okay, do you want to dance with me or Hương Giang? Let's dance together. I will be so happy. What will you do for your love? I will share my love, everything for happiness. Time's up. Thank you. See you later. Bây giờ là lúc chúng ta chia sẻ, bắt đầu. Phải nói thật là cái ngoại hình của cái ba cái người này gần như là mình đọc cái tính cách như thế nào qua cái ngoại hình là nó chính xác như vậy luôn. Thì anh này là một người rất là thú vị này. Nhưng so sánh cái sự tập trung vô Kara thì rất ít. Bị ít. Yes. Thì chỉ có hai trường hợp. Một, em không phải gu. Hai là anh ta có chủ rồi. Em cũng nghĩ là có chủ. Đúng không? Đối với em thì đến cả anh ý không đỏ hay là đỏ thì khi mà anh có cái quan niệm tự do như thế thì em cũng không đồng ý lắm. Em cũng không muốn chị đến với một người như vậy. Sao? Quan điểm ấy có gì sai em? Nếu mà như thế thì sẽ là một người khá là vô tâm. Không phải vô tâm, em đang bị hiểu lầm giữa chuyện là vô tâm và sự kiểm soát. Trong tình yêu kiểm soát khác mà cho nhau không gian riêng, sự tự do riêng là khác. Nhưng mà sự kiểm soát thì nó khác gì với tự do? Là cái sự làm phiền em hiểu không? Khi mình yêu một ai đó nhiều quá đó, đôi khi em sẽ làm một cái gì đó làm phiền người ta. Tại vì không phải lúc nào mình cũng phải cứ quan tâm cho người ta, nhắn tin người ta. Em phải có cái thú vị riêng của em phải có cuộc sống của em, thế giới của em riêng. Rồi sau đó tối về hai đứa gặp nhau rồi chia sẻ nhiều chuyện để chia sẻ lắm. Còn chưa gì, người ta chưa kịp nhớ em là cái bạn hiện lên. Anh đang làm gì đó, anh đang đi với ai đó. Người ta chưa kịp nhớ em là ta gặp em nữa là ta biết ta chán. Không, em đồng ý với ý kiến của anh Thành. Nhưng mà đối với cái chàng trai này, tại sao nếu mà như vậy thì có rất là nhiều các cái hashtag khác ngoài cái từ tự do. Tại vì khi mà họ đã đưa cái hashtag tự do là chắc chắn họ đặt cái tự do lên hàng đầu. Đây là người đàn ông đã yêu nhiều rồi và kinh nghiệm yêu của người ta đang rất tốt, nên người ta đang nói ra cái quan điểm tốt nhất của người ta trong tình yêu là nếu bạn muốn duy trì mối quan hệ lâu dài, bạn nên tôn trọng cái sự tự do đúng. Của nhau. Em cũng cảm thấy là nếu mà khi mà mình đã trải qua nhiều mối quan hệ rồi thì mình sẽ đặt
cái sự tự do và sự riêng tư của hai người trong một mối quan hệ lên hàng đầu. Chính bởi vì xác. Nếu em quan tâm quá cũng là kiểm soát. Em hỏi han nhiều quá người ta cũng mệt, chứ không phải là nói chung cái gì cũng vừa đủ thôi. Ở một mối quan hệ có thể kéo dài, khô khan quá cũng không được mà kéo dài quá cũng không được. Em là một người sống mà có hoài bão để làm. Mặc dù mình yêu người kia không yêu, nhưng em sẽ dành thời gian cho những cái đam mê, những cái ước mơ của riêng em. Rồi sau khi em làm xong những cái chuyện đó, em sẽ share cái cảm giác đó với người còn lại. Đó mới là tình yêu lâu dài. Còn cái tình yêu mà cứ ngồi rảnh mà cứ nghĩ về người ta hoài, anh không nghĩ đó là yêu đó. Nhưng mà nghe cho có cho nha cưng, nhiều khi cái gu của mình vẫn chọn nha. Đấy, như chị nói đó. Biết đâu là đánh là đánh. Biết đâu em là người qua em bẻ người ta lại sao thế vậy? Nếu như em là niềm hứng thú của người ta nha, người ta có khi săn ngược lại em luôn. Bởi nên không có vấn rồi đề nghe gì. Cho có tiếp tục người thứ hai. No way out. Qua cách trả lời của anh ấy thì em cảm thấy như anh là một người đặt công việc lên trên hết. Cái sự chân thành của anh em cảm thấy chưa đủ để mà đặt vào trong tình yêu. Nên em nghĩ là chị lựa chọn trong ngày hôm nay ấy, thì em nghĩ anh này sẽ không phải là một người phù hợp. Rất là hiểu Eric luôn, giống y như chị nói với em đó. Tức là cái người này không phải là cái người mà sẽ ngồi cả ngày vợ ơi vợ à, hay là vợ ăn cơm trưa rồi tối vợ ngủ ngon đâu. Nếu như em đang chờ cái sự quan tâm ấy, khó, bởi vì sao? Chả biết gì về showbiz. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, em chả biết gì về cái game anh ta chơi. Yeah. Không có topic chung. Và thứ hai nữa, không sẽ là cái người quên nhắn tin cho em cả ngày. Nhưng mà thực ra trong lúc đó anh ta cũng chả đi đâu làm gì gọi là khuất tất cả. Nhưng mà em có chịu được cái đấy không? Và em đang đi tìm cái gì mới là cái quan trọng? Và em sẽ lao vào một cái cuộc thay đổi. Và cái cuộc thay đổi đó em chỉ nói em nghe là dai dẳng. Nhưng hỏi anh ta thích em không? Rất thích. Cái nhân vật này nè, quen ai thì người đó phải đa nhiệm, phải rất bao dung, phải biết chăm sóc, lo lắng, that's it. Nói nè, sẽ làm. Và mỗi khi anh ta làm cái hành động đấy em sẽ sướng điên lên. Bởi vì đấy không phải con người của anh ta. Lâu lâu anh ta mới nhớ ra và làm. Chỉ nói thiệt, nếu như em đang đi tìm lại cảm xúc, cái người này sẽ cho em lên bờ xuống ruộng. Anh không biết em là người như thế nào, trừ khi em có năng lượng chủ động. Ví dụ như anh đi, anh là người có năng lượng chủ động, là anh yêu ai là anh thường khiến người ta nhiễm cái năng lượng của anh. Còn nếu ai mà yêu ai mà hay bị biến thành người kia còn lại thì anh khuyên em đừng nha. Em nghĩ rằng là từ đầu chương trình đến giờ Kara là một cái cô gái mà cho chúng ta thấy được là rất là cá tính và rất là mạnh mẽ và rất là lý trí. Thì maybe là có thể Kara muốn cái gu như anh này. Nhưng mà cái điều lý trí mà cần thiết nhất ở đây ngay bây giờ là chị xác định rằng là chúng ta có thể trải nghiệm rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc. Thì tại sao ngay bây giờ chúng ta phải cần một cái cảm giác nó phải vui đến tận cùng chứ không phải là đau đến tận cùng. Lần đầu tiên em thấy em trưởng thành đến được phút. Vỗ tay. Thôi em nghĩ là như vậy. Đây, niềm vui của em đây, adorable. Nói thì không được tiếng Anh là cái đầu tiên. Thứ hai là quá nhiều năng lượng. Tôi muốn nhảy với tất cả các bạn nào, hãy cùng lên đây nhảy nào. Em ơi, có khi đang nhảy á, em nhảy sang nhảy với cả nhóm khác luôn. Niềm vui đúng là có, nhưng ít nhiều gì chúng ta cũng phải có một cái sự kiểm soát và biết được rằng là mình đóng một cái vai trò rất quan trọng trong lòng cái người đấy thì mới yêu được chứ. Đây là anh ta với mọi người là như nhau. Ok, maybe có thể là bây giờ anh ấy đang như vậy là vì anh ấy đang chưa có một người nào để cùng anh ấy đi trên cái con đường đó. Bây giờ khi mà anh ấy đã có Kara vào rồi thì chắc chắn rằng là những cái energy đấy nó sẽ dồn sang cho Kara thì sao? Cho em nói một cái này, tức là anh ấy đến đây với mục đích rằng là để gặp Kara. Thì đến gặp Kara rồi anh ấy vẫn không thể hiện cái sự tập trung vào Kara, thế thì đến bao giờ anh ấy mới thể hiện? Đúng. Và nếu như mình muốn thay đổi cái sự tập trung người ta, tại sao mình không thay đổi cái chàng trai họ chỉ tập trung vào game kiếm tiền thì mình chỉ là một cái thay đổi thôi. Còn đây là anh ta có quá nhiều thứ thì chúng ta phải thay đổi nhiều thói quen hơn. Nhưng mà anh ta đẹp trai. Thứ hai đẹp trai không kém cạnh luôn. Nhưng mà biết đâu cái gu ta thích đẹp trai kiểu. Thì đấy là tùy cái gu của Kara. Gu Kara là không thích showbiz nha. Em nghĩ là anh này sẽ rất là nhiều những cái trò thú vị để khiến cho Kara vui mà hơi trẻ con. Anh này sẽ là hợp làm bạn, không hợp làm người yêu. Đúng rồi. Thì anh đang vui mà cuộc sống bên ảnh giống như là kiểu mà ông đang ở trên kênh Discovery đấy em. Anh này là cái người đang cần có một mối tình để làm ảnh chững chạc lại. Đúng, anh ta cần điều đó. Nhưng đây không phải nhiệm vụ của em. Khi mà chúng ta đã trong một cái mối quan hệ hai người thì chắc chắn không phải gọi là nhiệm vụ của ai, mà mỗi người đều sẽ đem lại cho nhau những cái cảm xúc riêng. Nói chung quanh đi quẩn lại vẫn là gu. Thế thôi, một người mà các bạn cho là hợp nhất với cô bé, giơ bảng lên dù chỉ một. Chết rồi, mỗi người một người đấy. Mỗi người một người rồi nha. Hòa nha. Chị em Hòa Minzy và Eric khá giống nhau. Chúng ta sẽ gặp lại các chàng trai. Quý vị khán giả giúp tôi bình chọn xem quý vị thích ai nhất trong này.
thật sát nhau luôn. Sát sao? Và sẽ có một phần làm thay đổi rất nhiều ý kiến của cả khán giả lẫn các vị cố vấn. Vì sao em nên chọn các anh ấy? Mời Gia Bảo. Chào Huệ Phương. Hôm nay khi mà anh đến đây ấy, anh rất tò mò về cô gái hôm nay. Nhưng trong lúc trong phòng thay đồ á, anh thấy một chiếc áo vest và một cái áo màu tím đang được ủi. Thì vô tình anh thấy thôi và anh rất là tò mò về chiếc áo đó. Nên khi anh đi ra tới đây á, anh nhìn thấy em đang mang chiếc áo đó. Trời. Nên anh nghĩ nó là một cái gì đó thôi. Trời. Gia Bảo. Dễ thương thiệt. Bạn này là coi như là tình trường là coi như là đi mà dẫm mà nát bấy hết rồi. Ôi, không đến nước đấy đâu. Too dangerous. Nói chung là thế này nè, chơi sẽ rất vui nhưng mệt. Thế thôi. Đây, vui nè, vui. Nhưng vừa vui nha. Vui mà không mệt nữa nè. Đây, ok. Chào em Kara. Hiện tại cảm xúc của em thì đang khá là bối rối. Ok. Trời ơi, là... thấy chưa? Nói mà. Thì khi đứng trước một cô gái xinh đẹp như này thì Hà đang không biết nói gì cả. Và anh hứa chắc rằng nếu em chọn anh thì anh sẽ dành hết những điều tốt đẹp nhất cho em. Thế thôi là được rồi. Cái dạng người mà phải làm cái chuyện mà không bao giờ mình làm. Đúng á. Rồi, người ta chỉ đứng coi, sau máy tính coi thôi. Coi nó đã sao nha. Tôi thích những cái sự mà bẽn lẽ. À, không, đây có một cái câu hỏi. Anh kiểu là anh làm game như thế ấy. Anh có kiểu biết chạy quảng cáo, fanpage các kiểu không? Nếu mà có thì có người làm hộ cho em. Wow, nghệ sĩ rất cần nha. Nghệ sĩ rất cần. Nhưng mà cái lúc mà nha. Mình đi thi đấu ấy, mình có được phép đưa người yêu theo không? Dạ được chưa? Dạ được chưa? Đi thi đấu bộ vũ sướng. Này kiểu người yêu của game thủ nha. Ê, sao tự nhiên tới đây cái thấy có gì đâu hay nha. Người ta đã nói, ta nhìn ra từ đầu rồi. Thế cơ. Bình tĩnh. Bây giờ lại ấm áp hơn. Yurabo, now's your turn. To be honest, when I came to this state and I saw you, your eyes, your smile, I thought, oh my God, it's like she's so beautiful, and I really feel it that you're a nice person, and I want to know your soul because you're already so beautiful, so nice, and any choice you will choose, I will be so happy for you. Thank you so much. Rất là hay. Sao anh lại nói chuyện năm ăn năm thua vậy ta? Không, nhưng mà cũng hay. Một bó hoa xuất sắc từ 007 Flowers. Anh hy vọng là em không sai nhé. Em biết phải trao cho ai chứ. Tin tưởng vào cô gái em. Ba chàng trai, ba vẻ đẹp, ba cá tính. Kara sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Cùng chờ xem sau ít phút. Đang mang chiếc áo đó nên anh nghĩ nó là một cái gì đó thôi. Nếu em chọn anh thì anh sẽ dành hết những điều tốt đẹp nhất cho em. She's so beautiful and I really feel it that you're a nice person and... Theo lý trí của mình. Okay. Thank you. Mời em bé về đây với anh. Game thủ đi thi đấu quốc tế đó trời. Trời ơi, coi kìa, hồi hộp kìa, cái mặt đỏ ửng lên rồi kìa, thôi chết rồi. Một là đỏ là vì thôi chết rồi. Cô ấy chọn mình rồi, mình phải làm sao đây? Còn hai đó là vì thôi chết, con vợ mình nó giết mình chết.
dễ thương quá. Thôi đi vô chuẩn bị đi mấy ông ơi, lát gặp lại sau. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta trước khi gặp lại Yurabo, xin cho tôi biết màu mà các bạn nghĩ về anh ấy. Mời Yurabo. Are you tired? No, never. 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 Yeah, I believe that. Never. I believe that. Tell me something about you. Xin chào, tôi là Yurabo. Hôm nay tôi rất vui, rất vui. So much, so happy. Yeah. I know you're happy. Okay. How old are you? 27. Hoi mui bai toi. You look younger. What are you come here for? Company invited me work here. I'm art director, designer, and I worked it 2 years in Nha Trang and moved to Ho Chi Minh City because I wanted to try something new experience, and I started doing modeling and acting and vlogging and many, many things. I really open so for everything. You're Russian. Yeah. Yeah. How about Ho Chi Minh City? I really like people. That's why I'm here. I feel happy in Vietnam. Okay. What do you think about the girl? As I told you, I really feel she's so beautiful and I want to continue maybe. Just let's go hang out, yes, somewhere, coffee and just talk. I'm so happy. I can no more share chances. My no more chances. It's okay. Who knows? It's life. It's life. But you look so cute. Yeah. Oh, thank you so much. Thank you for joining to the shows. And thank you. Do you want to go hang out with us? Sure. You want to try to sit here? Alita? Okay. Yeah, every new experience. Okay. Oh my God. Okay, yeah, hang out together. Okay. Hello. You know, now. Nice to meet you. Now, wait. We want to show that she choose right or not, right? Biên tập thấy chưa? Tụi em mời những khách mời mà không có sĩ diện gì ở đây. Trai đẹp rồi cứ quên hết. Mình là ca sĩ. Đánh rơi tư cách ở đâu hết rồi. Không, đây là thể hiện sự mến khách nha mọi đúng người rồi, mến khách. Bao nhiêu số sao em không mến như vậy? Anh ơi, Việt Nam mình đang welcome tất cả mọi người ở quốc tế về đúng không? Welcome to Sài Gòn. Okay. Welcome. Okay. I give you the best chance to sit, and the right place to sit is here. Yeah, in the middle of these two no people. Way. Yeah. Okay. No. Move here. Đây, hai em thấy sự mến khách nha cưng. It's look better. Okay. Để bây giờ cho ngồi đây xem luôn phải không? Cho ngồi đây xem luôn. Đẹp trai có quyền đúng không? Đẹp trai có quyền. Đẹp trai có quyền. Okay. Và bây giờ người thứ hai, Gia Bảo, màu gì nhỉ? Okay. Red. Và mình mến khách nha. Mến khách thật sự. Mến khách quá. Mời Gia Bảo. Hi,
qua em hứa hẹn trong đường. Hôm nay khi thôi say em nói em đùa. Hôm qua em vẫn rất dễ thương. Hôm nay câu chia tay em nói ngang ngược. Hôm qua là nắng gắt, hôm nay là mưa rông. Không phải là thời tiết biến nó về ai không. Quên nhau dễ, đã thành xa lạ không phải đứng từng ngày yêu thương nhau ghê. Đậm sâu đối với em cũng chỉ đến chừng này. Lời hứa em dùng nhiều rồi, sorry giờ không còn tác dụng. Ăn cắp thì yêu bằng cả lý trí nhưng không thể bằng lòng tin nát vụn. Nơi đây xương thì không rời lá, giọt thì hôn vào hoa. Thì tôi vẫn đã mây thì ôm trời xanh, anh thì ôm guitar, em thì chơi đồ anh. Oh 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 okay. Oh 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 right. Oh 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 okay. Oh 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 right. Hôm qua ta vẫn còn bình thường, hôm nay ta xa anh không nghĩ ra được. Hôm qua nồng cháy vẫn môi hôn, hôm nay sao yêu đương anh thấy hoang đường. Bạn hôm qua em vui hôm nay lại sao anh khó đoán. Vết thương gây xong em quay lưng vội vàng xe ba nhanh. Đây đắng cay nhưng sao em vẫn đang đau trong mắt. Đừng nghĩ anh không quan tâm em chơi còn tiếng mắt em đục đều. Thôi mời cô gái hồi nãy ra luôn đi. Xin mời. Chị xinh quá. Trời ơi, đây là điều tôi không mong đợi. Sao có thêm nhóc Maruko đây. Trời ơi, cưng quá. Rồi con đang yêu. À chào con, à, chú là Xin. Nha mình bắt tay cái nha. Con đừng làm chú quê con. Đi ráng đi, mình làm cái. Cháu nó chưa quen chú đâu, còn chưa quen lắm đâu. Thôi em giới thiệu em là ai luôn đi. Ừ. Xin chào ban cố vấn và chào khán giả và chào Huệ Phương. Em là Gia Bảo. Bây giờ em là một người đã có gia đình rồi. Nhưng mà sao? Em cũng không biết nữa, em run quá. Ôi lại tự đổi màu ấy. Nãy lanh lắm mà. Không phải, tại vì giờ em đứng đây nên em rất là run. Trời, nãy nói tại vì trước khi đến chương trình này em cố gắng em tự tin để thể hiện ra được mình là một người độc thân. Nhưng mà cho đến khúc cuối cùng á, em cũng không biết sao nhưng mà anh không nỡ. Đúng là thật sự là không nỡ bởi vì em rất là yêu vợ em và yêu con em. Em ơi, anh chị đẹp đôi quá, trời ơi. Yêu quá. Nè, cái này phải em gài người ta nói không em? Dạ không, tự nguyện anh. Phùm. Phải mà. Em tên gì? Dạ, em tên là Lan Hương ạ. Em hiện tại là ở nhà trông con thôi. Bạn này á là phụ rể ở trong đám cưới hụt của em. Wow. Oh. Trời ơi, đám cưới mà còn hụt. Tại sao hụt? Lúc trước thì em cũng có đính hôn với một người Hàn Quốc. Nhưng mà trước đám cưới một tuần thì em phát hiện ra là bạn đó lừa dối em. Chồng chưa cưới của em là người Hàn Quốc á, thì họ không có quen biết nhiều cho nên là em nhờ bạn. Cái xong rồi khi mà em hủy hôn thì nói chung là em buồn lắm. Vì gia đình đồ cũng nói vô nói ra thì bạn lúc nào cũng bên cạnh nè, quan tâm chăm sóc em. Rồi cái bạn hốt em hồi nào không hay. Định mệnh, định mệnh. Cái vụ đè ra xăm là do em muốn hay là do ổng đè em ra? Dạ, lấy chồng thì phải theo chồng anh. Nhưng mà trước đó đó em có sợ mấy cái người xăm xăm không? Không sợ nhưng em không thích. Thật là bạn này không phải gu của em. Gu của em là trắng trẻo, đẹp trai, mịn màng. Còn bạn là gai góc, kiểu giống như hầm hố. Tính tình bạn cũng rất là cục xúc nữa. Nên là em không để ý tới bạn luôn. Nói chung là sau khi mà có một cái thời gian mà bạn bên cạnh em á, thì em mới bắt đầu có tình cảm với bạn đó. Mà mê chỗ nào? Đẹp trai anh.
ngoài. Quỷ yêu thiệt chứ, nói câu không biết đường cãi luôn. Nhưng mà của ngoài cái đẹp trai ra phải có cái điểm gì để con mình thích chứ. Bảo là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Bạn là một người rất là tâm lý. Khi mà mình buồn hoặc là vui, lúc nào bạn cũng bên cạnh mình, chia sẻ cho mình những cái mà mình không bao giờ mình nghĩ là sẽ có người có thể làm cái việc đó cho em. Không, thực sự ra đó, ở trên đời này á, cái người đàn ông họ cần nhất là cái sự trượng nghĩa, cái sự tử tế. Thì cái điều đó toát ra rất nhiều ở chồng em. Cảm ơn tụi em đã đến đây chia sẻ một câu chuyện rất là thú vị. Và con của em tên gì và bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con của em tên là Sam, là tên ở nhà. Còn tên thật của bé là Nguyễn Lã Mộc Nhiên. Em muốn đặt theo họ của mẹ kèm theo, bởi vì em sẽ muốn con của em nó giống mẹ nó. Anh cũng kỹ thuật biểu diễn lắm, trời ơi, anh cũng nói dữ lắm cái miệng của anh. Hồi xưa làm sao tỏ tình với người ta, đi phụ rể thôi mắc cái mớ gì rồi hốt người ta luôn vậy? Giống như nãy chị Hương Giang có nói á, là em trải ra rất là nhiều tình trường. Thật sự khi trải qua những cái mối tình đó, em cảm thấy là em không có tự tin về tình cảm của mình nữa. Nên khi em gặp bạn này á, em đưa ra một quyết định là em sẽ không muốn nói lời yêu, em chỉ muốn là bạn thôi. Và em sẽ nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ nói ra điều đó một cách tự nhiên nhất có thể. Và đó là ngày 4 tháng 6 ở trên Đà Lạt. Trong lúc buổi chiều bạn đó đi ra, tự nhiên em nói anh yêu em. Ở trên đời này đàn ông nào cũng tử tế vậy, có phải dễ thương trời không? Đúng đất ơi. Thiệt á chứ. Tại sao đàn ông tốt ở đâu quá trời mà Giang với con bé này không gặp ta? Xui chị, mình xui. Đồ chưa anh? Anh xin lỗi em, anh bị thẳng đó, xin lỗi. Ừ, đó, em có muốn nói với Cara cái gì đó không? Thật sự hôm nay khi anh gặp em á, anh thấy em là một cô gái rất là xinh đẹp. Và anh nghe đồn là em cũng rất là cá tính, nhưng mà trong chuyện tình yêu của em nó không được suôn sẻ lắm. Bởi vì nhiều khi em quá đặc biệt nên anh nghĩ là sẽ chưa có người đặc biệt nào đến với em. Và đa số người ta đến bởi vì người ta thích về tính cách của em, về ngoại hình của em. Nhưng nếu để một người yêu em chân thành, người ta sẽ tự hoàn thiện bản thân của mình vì em. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn tụi em đã đến với chương trình. Chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn luôn hạnh phúc như vậy nha. Trả gì ra? À, nhẫn cưới của người ta giờ mới trả nè. Cảm ơn tụi em đã đến với chương trình. Thôi cho người ta cái gì đến lời nói gì đi nha. Dễ thương quá mà đúng không? Vâng, thật sự anh chị làm em cảm thấy là ôi mắc yêu quá. Mắc yêu quá rồi. Vâng, em cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Cảm ơn cả gia đình và thật sự em rất vui khi được nghe câu chuyện của anh chị. Thì mong là hai người và bé sẽ luôn luôn hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn hai bạn. Bye bye. Yeah, they look happy, right? Do you want to have a baby like that? Yes, yes, I really like. Okay, and the last one. Em đã chọn em chưa thấy không gì vậy thôi. Cố lên à. Thân phận thực sự của Norway, chàng trai được Cara trao hoa sẽ là gì? Kết quả sẽ có sau ít phút. Người ấy là chỉ có mình anh và liên minh Valentine người ta thật thính, nhưng anh chẳng có ai vì SA Valentine lặng thinh. Rồi Yumi nhẹ nhàng bước đến yểu điệu như là một chú mèo, cười với anh thật thính thật tươi, ngọt ngào như là một cô gái bánh bèo. Nhưng tim anh chỉ mong gặp Jin, anh đâu cần thêm một sắp post và anh biết làm sao đây, phải thoát ế ngay tình thơm liền tay. Yeah. Yes I do baby, yes I do. Chuyện này yêu là chính, còn chưa hay đôi lời tình. Chuyện này em thật tốt,
còn jean lại trông thật xinh. Dù mi em mặc loạn còn jean cứ bọn ba gã si tình. Chọn một trong hai để anh lên tìm lối. Chọn về trời ơi, không lẽ bây giờ ngay giây phút này tôi thục pháo bông lên. Nè nhìn đi, tướng này là tướng phu thế. Nhìn hai cái mặt kìa. Anh bao nhiêu tuổi? Là em 97. Em 95. À, cưa chị Liên. Gái hơn hai, trai hơn một anh ạ. Đó. Em đừng có nói. Tại vì anh cũng không muốn nhắc về cái chuyện Hedy Won hơn anh 2 tuổi đâu. Nhưng mà đó, đâu vô đó hết à. Ghê đấy, được đấy. Đi đâu vậy? Trời đất ơi. Lâu lắm mà mình không được tặng hoa đấy. Sao tụi nó đẹp dữ vậy ta? Hai đứa nó đứng kế bên nhau tự nhiên thấy nó sáng bừng sân khấu nhờ. Em nghĩ sao về chàng trai này? Điều đầu tiên là em cảm thấy may quá là màu xanh. Hay là em chia sẻ luôn tại sao em chọn bạn? Dĩ nhiên. Điều đầu tiên em chọn là vì đúng như mọi người nói là gu của em. Là vì em thật sự dễ bị cảm nắng với mấy bạn mà có nhìn có nét gì đó dễ thương. Đừng có nói nhiều, người ta lộng hành. Thương dễ giấu nha. Rồi cái thứ hai đâu? Ô, anh kia em đừng nói nữa. Không, cái thứ một đừng nói nhiều quá. Rồi qua cái thứ hai. Cái thứ hai là em nghĩ là nếu mà bọn em khi mà bắt đầu một mối quan hệ thật sự thì em nghĩ khoảng thời gian của tụi em sẽ phù hợp với nhau. Đúng rồi. Cái người kia lo chơi game lúc đó em đi show. Dạ. Hợp lý chứ. Nhưng mà em cũng thích chơi game nữa. Đó, không ai quậy ai. Người ta sẽ chỉ cách chơi game. Dạ. Còn em nghĩ thế nào về cô gái của anh nhỉ? Nãy nhìn ở xa thì đã xinh rồi, nhưng mà ở gần thì xinh hơn. Em có thích cô ấy nhiều không? Thích, rất thích. Thích. Bình thường lúc nào cũng mắc cỡ vậy trơn hả? Đôi khi tỏ tình có vậy không? Dạ chưa biết được. Đã tỏ tình ai nhiều chưa? À thì cũng 4 năm gần đây là em chưa yêu ai. 4 năm? Sao khoảng nó giống nhau? Ở cùng nhau đó, 4 năm đó. Thôi thế đúng rồi, duyên tiền định rồi. Không biết nói gì hơn nữa là anh chúc cho hai đứa là sẽ làm gì làm biển có cái ký ức đẹp với nhau. Biết đâu yêu nhau thiệt thì sao? Dạ. Rồi, và chương trình sẽ gửi tặng cho các bạn mỗi người là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A71 sở hữu nhiều công nghệ đột phá bậc nhất hiện nay. Và chúng ta sẽ cùng dùng cái điện thoại này mình alo cho nhau hay những lúc nhớ nhau nha. Chơi game cùng nhau. Và suất ăn tối tại hệ thống nhà hàng Hoàng Yến. Hy vọng là tụi em sẽ có một buổi tối thật vui vẻ với nhau. Tất cả có thể cùng lên chúc mừng cho họ. Come on.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã có một cái kết rất là đẹp, không thể đẹp hơn được. Đẹp từ cả người đến cả tình huống. Thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi đối với chương trình. Chương trình của chúng tôi Người Ấy Là Ai do V Channel thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi Samsung Galaxy A71 với tiên phong công nghệ camera macro chụp cận cảnh. Và cũng xin được cảm ơn Adam Store đã đồng hành cùng với chương trình để tài trợ những trang phục đẹp nhất cho các bạn nam của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn lần sau cùng với chương trình Người Ấy Là Ai. Sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go, oh, oh. 'Cause we wanted different things and I have to deal with it, but it's not easy. So tell me how to let go, 'cause you really seem to know how to carry on your own. Tập tiếp theo với sự tham gia của ban cố vấn ca sĩ diễn viên Minh Hằng, ca sĩ Chuân Phạm, diễn viên Khả Ngân, cố vấn cố định Hương Giang. Ôi, năm quà thì sao cô Tám bữa nay bữa tối thế nào? Thơm và ngon. Thơm và ngon, thơm ngon vừa miệng. Nhưng mà là quà thị. Sao vậy, bà để ba người ở bóng ăn à? Không phải của mình. Em ơi, chị không biết em như thế nào ấy. Chị ngồi đây chị nhìn thôi, mặc dù chị biết chị không được nhưng mà chị vẫn vui lắm em à. Gu Minh Hằng số 4 nha. Gu Minh Hằng số 4 nha. Số 2 kìa. Không, số 2 không phải Gu Minh Hằng đâu. Số 2 Gu Chuân Phạm. Đã, Khả Ngân số mấy nè? Đầu tiên là em ấn tượng với anh này nè. Số 1 ra, nhưng mà mỗi người mỗi kiểu á, em bị mê á anh. Em ước gì em ngồi đây. Giang là quả thị hả? À không, anh cứ hỏi cô em đi. Anh không thích hỏi em bao cô gái chưa? Sao cô em thì cô nào? Thì chị thì không nói thẳng là ai. Nhưng mà nếu mà em không chọn số 5 thì để chị. Họ sẽ nghĩ gì về năm chàng trai? Trời ơi, anh ơi, anh cái gì cũng có mà chỉ không có được em thôi. Ủa? Ôi, nè. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây vài phút, Minh Hằng đã từng nói đến với chương trình với mục đích. Thường á, khách mời đến với chương trình á, là một là họ sẽ rất là nhiệt tình để tìm cho khách mời những cái người đàn ông tốt. Hai là cũng một dạng khách mời đến với chương trình cũng sẵn đó để tìm cho mình những lựa chọn tốt. Thì em nằm trong tiếp nào? Em tiếp một nha. Và bây giờ vừa nói câu trời ơi, anh ơi, anh cái gì cũng có mà chỉ không có được em thôi. Thấy chưa, thấy chưa? Đây, em. Quý vị thấy sự khác biệt chưa? Đón xem tập tiếp theo Người Ấy Là Ai mùa 3 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên ứng dụng VOM. Chị có bình yên không? Có những thứ khi bước vào rồi thì rất khó bước ra. Giống như khi bước xuống dũng lầy sẽ càng lúc càng lún. Nếu như em tiếp tục trả thù, em sợ là mình sẽ đánh mất gia đình một lần nữa. Bây giờ mày cũng giống như tụi nó thôi. Mày cũng chưa bài, cho dây, mày cũng hút bóng người. Em hãy làm cho chị một chuyện cuối.
Tại sao trong vòng một ngày cô ấy lại gây ra nhiều chuyện như vậy? Cứu mẹ Thái Đường! Thái Đường! Nếu bây giờ tôi lấy tư cách là một người bạn cũ nhờ anh giúp, thì anh có giúp không?